chương 951, là ai, kế thừa ma đế ý chí, kiểu mới lôi trận đột nhiên nổ tung, cả kinh ma đế môn vũ thánh tâm thần run rẩy còn về những việc kia vốn là tính toán quy mô ép trên bán thánh, giờ phút này thì là ánh mắt kinh hải đứng giữa không trung, rút lui, ngay tại lúc này, tưởng lệnh thân phẫn nộ quá to, vạn cổ tông đỉnh phong lực lượng quá mạnh, bây giờ lại có xuất quỷ nhập thần lôi hệ nổ trận, để hắn nhất thời theo tâm, xoát, 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 xoát. Mà đế môn phương diện võ giả cũng không quay đầu lại theo tông môn chỗ bay đi. Cùng những thứ này để ra đầu nổ tung quái vật đánh, bọn họ hoàn toàn không có cái gì lòng tin. Từ xưa đến nay, ma tu thủy chung bị thế nhân thật sâu kiên kỵ. Bây giờ vạn cổ tông đệ tử lại đem bọn hắn ngược khổ không thể tả. Rút lui, quân thường tiếu âm thanh lạnh lùng nói, không có cửa đâu. Xoát, Ngọc Long vấn thiên kiếm dơ lên cao cao, lạnh lùng quát, các bảo bối, thanh kiếm cho bổn tọa tế ra đến. Xoát, Xoát, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người điên cùng câu thông không gian giới chỉ, sau đó đem từng chui phổ phổ thông thông kiếm khí toàn gọi ra đến, sau đó tiện tay bỏ vào dưới chân, tưởng lệnh thân ngạc nhiên, vạn cổ tông đệ tử đột nhiên xuất ra nhiều như vậy kiếm, là có ý gì, vù vù, ngay tại lúc này, quân thường tiếu quanh thân hiện ra cường thế kiếm khí, trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập ra, quát to, đến, ông, ông, tảng mát trên đất kiếm khí tại kiếm thế dẫn dắt dưới, bắt đầu hơi run rẩy sau đó không bị khống chế tự mình bay lên giống như bách điểu triều phượng bàn hội tụ tại quân thường tiếu trên không một khắc này tưởng lệnh thân minh bạch nhiều như vậy kiếm tất cả đều là đạo có khi triển kiếm chiêu còn phải để đệ tử dự sẵn đạo cụ cái này thao tác cũng quá tao đi tưởng lệnh thân không có thời gian ở trong lòng đậu đen rau muốn bởi vì gần ngàn thanh kiếm khí hội tụ vào một chỗ cũng tại kiếm ý bao phủ xuống dường như hóa thành một tòa vô cùng sắc bén sơn phong sau đó không kiên nể gì cả dựng thẳng đứng ở giữa không trung vù vù cường thế kiếm ý khuếch tán cắt đứt bốn phía không gian chưa từng có áp lực tràn ngập mà đến làm cho những chính tại đó trốn về tông môn ma đế môn đệ tử thần sắc không gì sánh được kinh khủng nội tâm càng là nổi lên mãnh liệt bất an dường như biểu thị chính mình một giây sau khả năng liền sẽ ngõm củ tỏi đông hạo châu địa giai các ngươi tại sơn lâm bố trí mai phục quân thường tiếu thanh âm lãnh đạm nói đây là thứ hai bút trướng hiện tại mà tính tính toán, xoát, Ngọc Long vấn thiên kiếm nghiêng xuống đến, hội tụ ở trên không cự kiếm, nhất thời như núi non bàn chầm chậm rơi xuống, phạm vi bao phủ vừa tốt là đám kia chạy trốn ma tu, cùng ma đế môn sơn môn, vù vù, hô hô hô, táo bạo kiếm thế tại cự kiếm áp xuống tới thời khắc bạo phát đi ra, mảnh không gian này nhất thời tê liệt thành một đầu một đầu, thi triển vạn kiếm quy tông lơ lửng ở giữa không trung bên trong quân thường tiếu, tại cường thế kiếm khí gia trì dưới, thần uy gia thân, giống như nhất tôn không thể kinh nhờn thần chỉ, tưởng lệnh thân đầy rẫy kinh khủng. Tiểu tử này thực lực rõ ràng không quá bán thánh tầng thứ, tại sao lại thi triển ra để tâm thần mình khó yên kiếm chiêu đến, quân tông chủ. Ngay tại lúc này, thương thế chưa lành viên công tử sắc mặt tái nhật từ trong viện đi tới, vội vội vàng vàng hô lớn, ta ma đế môn lúc trước có nhiều mạo phạm, viên mổ nguyện lấy thiên nhiên linh thạch làm bồi thường, còn mời kiếm hạ lưu tình. Nghe đến thiên nhiên linh thạch bốn chữ, quân thường tiếu hai cái lỗ tai nhất thời dựng thẳng lên tới đây là viên công tử ý tứ hay là ma đế môn ý tứ viên mổ là ma đế môn phó môn chủ nói ra lời nói tự nhiên đại biểu ma đế môn viên công tử vội vàng nói hắn hiện tại thập phần lo lắng đối phương thanh kiếm chém xuống đến bởi vì chỉ bằng vào hội tụ khủng bố kiếm uy không nói môn nhân thương vong thảm trọng tồn tại mấy ngàn năm sơn môn cũng sẽ hóa thành hư vô sợ phải mau chóng một khắc cũng không thể do dự Viên công tử đối quân thường tiếu có hiểu biết phần lớn, cũng biết vạn cổ tông quật khởi rất nhanh, khẳng định cần đại lượng võ đạo tư nguyên, nếu như mình cho đủ thành ý, chắc là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nhiều ít, quân cẩu thẳng đem Ngọc Long vấn thiên kiếm nâng lên, nguyên bản hiện lên nghiêng về cự kiếm cũng lần nữa trở nên bút thẳng lên, bị bao phủ ma đế môn đệ tử ào ào giống như theo trong địa ngục giải thoát đi ra, chưa tỉnh hồn miệng lớn hô hấp, viên công tử hơi chút cân nhắc, nói, một triệu một triệu thiên nhiên linh thạch đã rất không tệ nhưng là quân thường tiếu lại lãnh đạm nói các ngươi ma đế tông năm lần mười lượt tìm ta vạn cổ tông gây sự liền lấy một triệu đi ra xem ta là ăn mày sao viên công tử nói hai trăm quân thường tiếu không kiên nhẫn ngắt lời nói cũng đừng hai triệu xuất ra mười triệu khỏa thiên nhiên linh thạch làm bồi thường bổn tọa lập tức thu kiếm dẫn người rời đi hôn nha sơn mạch mười triệu tưởng lệnh thân nhịn không được gầm thét lên ngươi cho chúng ta ma đế môn là khai thác mỏ sao, chẳng lẽ không đúng sao? Quân thường tiếu nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, làm một tên vũ thánh tầng thứ cường giả, tưởng lệnh thân nghe đến hắn câu nói này, kém chút không có khống chế tâm tình tại chỗ chửi ầm lên lên, hàng thành chủ, lão đệ, ta đã từng có thể hiểu được ngươi thống khổ, quân tông chủ, viên công tử sắc mặt khó coi nói, 10 triệu thiên nhiên linh thạch, ta ma đế môn căn bản không bỏ ra nổi, hô tự kiếm lần nữa nghiêng xuống đến, những cái kia đã chạy trốn tới cửa sơn môn ma đế môn đệ tử nhất thời nhanh khóc, bởi vì tử vong khí tức lần nữa theo trong lòng hiện lên lên, mà lại so lúc trước càng cường liệt, vào lúc này, bọn họ tính toán nhìn ra, mạng nhỏ mình hoàn toàn thì trong tay đối phương nắm bắt, có thể sống sót hay không, phải xem phó môn chủ có bỏ được hay không trả thù lao, viên công tử, quân thường tiếu thản nhiên nói, để tình chúng ta là lão bằng hữu phân thượng, bổn tọa cho ngươi một cái đàm phán cơ hội, ngươi nhưng là phải biết quý trọng. Viên công tử khóe miệng kịch liệt run rẩy, hơi chút cân nhắc, khó khăn mở miệng nói, viên mổ chỉ có thể xuất ra 5 triệu thiên nhiên linh thạch, nếu như quân tông chủ ngại ít lời nói, ta ma đế môn nguyện ý dùng hắn võ đạo tư nguyên thay thế. Viên công tử, tưởng lệnh thân quát lớn, đem thiên nhiên linh thạch đều cho hắn, chúng ta tông môn lấy cái gì tu luyện, không nói lời nào còn tốt, vừa nói kém chút không có đem viên công tử tức ngất đi các ngươi bọn này lão gia hỏa không trưng cầu ta ý kiến, tự tiện đi đắc tội vạn cổ tông, bây giờ bị người ta đánh đến tận cửa, còn mẹ nó có mặt ở chỗ này tất tất, hừ, một tên trưởng lão dứt khoát nói, cùng lắm cùng hắn tử đấu đến cùng, chúng ta ma đế môn kế thừa ma đế ý chí, sao lại tham sống sợ chết, kế thừa ma đế ý chí, quân thường tiếu cười lạnh một tiếng nói, nha đầu, ra đến xem bọn này không biết xấu hổ, xoát, một thân hắc bào diêu mộng ánh từ phía sau đi tới, sau đó nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt lấp lóe quỷ dị lộng lẫy, thanh âm lạnh lẽo âm u nói, một đám tại ma đế tông nguy nan thời khắc tự tiện thoát đi phản đồ, có tư cách gì kế thừa ma đế ý chí, vù vù, ẩn tu thuật không lại áp chế, tinh khiết không gì sánh được ma khí lan tràn ra, bao phủ tại đây mảng đã bị tác động đến chật vật không chịu nổi khu vực bên trong. Diêu mộng ánh hai con ngươi từ vừa mới bắt đầu quỷ dị dần dần chuyển thành đỏ thẩm, mặt ngoài có gì đó quái lạ ấn ký phát hiện, người cũng giống như theo đáng yêu la lị hình thái, trong nháy mắt tiến vào hắc hóa trạng thái, phù phù, phù phù, lui đến trước sơn môn ma tu, đang tràn ngập mà đến tinh khiết ma khí quấy nhiễu dưới, thân thể nhất thời không bị khống chế quỳ xuống tới, đây là. Tưởng lệnh thân bọn người nhìn thấy diêu mộng ánh dần dần đỏ bừng, lại hiện ra đặc thù ấn ký trong mắt, hai tay run rẩy kịch liệt nói, ma. Ma đế chi nhãn, đứng bên ngoài viện viên công tử giờ phút này đã ngây ra như phỏng. Hắn biết vạn cổ tông có tiên thiên ma thể đệ tử, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sẽ giác tỉnh ma đế chi nhãn. Cái này đại biểu, trước mắt tiểu nữ hài không chỉ có ma đế thể chất, còn nắm giữ kế thừa ma đế tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp tư cách, phù phù, tại tinh khiết ma khí quái nhiễu dưới, viên công tử thân thể rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sau đó biểu lộ theo ngốc trệ chuyển thành cuồng hỉ, nói, ma đế đại nhân. Thức tỉnh. Ma đế đại nhân thức tỉnh, chương 952, các ngươi không có tư cách hiệu trung bổn tọa, chính ma chi chiến lấy ma đế vẫn lạc, ma đế tông sụp đổ tuyên bố kết thúc, nhưng, danh môn chính phái cũng không nghĩ tới, thật là ma đế tông sụp đổ trước, có một tên trưởng lão tại ý thức đến đại thế đã mất, đầu tiên mang môn nhân thoát ly khỏi đi, cũng thủy chung ẩn vào chỗ tối, cái này người gọi là thương bờ sông, ma đế tông bác đại trưởng lão một trong, la thương bờ sông không chỉ có dẫn người thoát ly ma đế tông, còn mang đi không ít võ học bí tịch cùng ma môn văn hiến cũng sáng lập ma đế môn này một đời người đều ẩn núp trong bóng tối nỗ lực phát triển lớn mạnh đại tông môn vì cũng là cũng có ngày kế thừa ma đế ý chí cùng danh môn chính phái chiến đấu tới cùng nhưng là bởi vì ma đế tông nguy cơ sớm tối thời khắc phản bội chạy trốn thủy chung không bị chính thống ma tu tiếp nhận thậm chí đánh lên ma đạo bại loại nhãn hiệu la thương bờ sông cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào chính mình vẫn tiếp tục ẩn núp tại chỗ tối, thậm chí rõ ràng biết được rất nhiều ma đạo tông đồng bạn bị danh môn chính phái từng cái vây quét, đều chưa từng từng có viện trợ chi ý, chính là loại này thủy chung ẩn vào chỗ tối, không vì người khác mà động sách lược, để ma đế môn hữu kinh vô hiểm sinh hoạt tại tinh vẫn đại lục, cũng nắm giữ hiện nay thực lực, chỉ tiếc, là thương bờ sông không thể nhìn trộn càng cao võ đạo cảnh giới, khó có thể trốn qua thiên địa định luật hóa thành một đống hài cốt. Tại thọ nguyên hao hết thời khắc, từng nói với môn nhân ma đế đại nhân cũng không có vẫn lạc chính là tại trong vực sâu ngủ say nếu như ngày sau có người kế thừa tiên thiên ma thể nắm giữ ma đế chi nhãn đại biểu ma đế đại nhân đã theo trong vực sâu thức tỉnh các ngươi cần phải thề chết cùng theo khai sáng một cái toàn kỷ nguyên mới câu nói này trở thành di ngôn cũng thành ma đế môn tông huấn mới gia nhập ma đế môn đệ tử không chỉ có muốn khắc trong tâm khảm còn có xem ma đế vì ma đế môn tín ngưỡng như vậy Ma đế chi nhãn là cái gì? Ma đế môn sách cổ bên trên có ghi chép, ma đế sau khi sinh xong đồng tồn tại đặc thù ấn ký, bị coi là ma môn chi chủ biểu tượng. Cho đến ngày nay, La Thương Hải qua đời mấy ngàn năm, ma đế môn trên dưới thủy chung tại lưu ý tiên thiên ma thể, lưu ý ma đế chi nhãn, có thể chung quy không có cái gì manh mối, đến mức cao tầng bên trong có người bắt đầu sinh ra nghi vấn. Ma đế vẫn lạc đã gần đến vạn năm, trong lúc đó tuy nhiên xuất hiện qua tiên thiên ma thể nhưng đều không có ma đế chi nhãn, hoặc là trước làm môn chủ cố ý lưu lại tưởng niệm, để cho đại gia hỏa có thể càng thêm kiên định đi thờ phụng ma đế đại nhân, nhưng khi Diêu Mộng Ánh xuất hiện ở trước sơn môn, bạo phát tinh khiết tiên thiên ma khí, hai con người lại hiện ra đặc thù ấn ký, ma đế môn ma tu nhất thời ý thức được, là môn chủ lúc còn sống cũng không có nói sai, tiên thiên ma thể, ma đế chi nhãn, ma đế đại nhân thật theo trong vực sâu thức tỉnh, phù phù, phù phù. Thân thể tại nội viện ma đế môn đệ tử ào ào quỳ trên mặt đất, thân thể hiện lên dập đầu hình, linh hồn cùng huyết dịch tại rung rẩy kịch liệt. Ma đế là bọn họ tín ngưỡng, bây giờ có người nắm giữ ma đế thể chất, còn nắm giữ ma đế chi nhãn, chính là không thể nghi ngờ ma môn chi chủ. Xoát, xoát, lấy tưởng lệnh thân cầm đầu tám tên vũ thánh rơi ở trước sơn môn, tuy nhiên bọn họ tu vi cao thâm, có thể bơ diêu mộng ánh tiên thiên ma khí lộng hành quấy rối, nhưng thân thể nhưng cũng đang hơi rung rẩy trong ánh mắt có kính nể cùng kiên kỵ quân thường tiếu có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới dư mộng ánh sẽ đem ma đế môn một đám cường giả cho rung động sớm biết như thế phí chuyện này ẩu đã làm gì trực tiếp để nha đầu đi tới chẳng phải xong việc a à, thất sách thất sách tưởng trưởng lão viên công tử thấp giọng nói các ngươi còn không nhanh quỳ bái chủ thượng hừ tưởng lệnh thân âm thanh lạnh lùng nói bé con này xong đồng tuy có ấn ký nhưng là không phải ma đế chi nhãn còn có chờ khảo chứng Viên công tử cứ như vậy quỳ xuống, có phải hay không có chút quá tại qua loa, nếu như không có quân thường tiếu cùng vạn cổ tông đệ tử, Diêu Mộng Oánh đột nhiên xuất hiện, hắn cùng mấy tên cao tầng có thể sẽ tin tưởng, bây giờ trời mới biết có phải là giả mạo hay không. Viên công tử nói, tinh thuần như thế tiên thiên ma khí, còn không thể chứng minh nàng đã kế thừa Ma Đế đại người ý chí sao? Cái này, Tưởng Lệnh thân trầm mặt, Ma Đế chi nhãn có phải là thật hay không, hắn cùng cao tầng không cách nào xác định có thể so với chính mình càng tinh thuần ma khí tuyệt khó làm bộ viên công tử ngoặc kép quân thường tiếu thản nhiên nói quỳ không quỳ là việc của các ngươi năm triệu thiên nhiên linh thạch một khỏa cũng không thể thiếu tình huống bây giờ có chút để hắn bất ngờ cũng có chút làm không rõ ràng nhưng đã mà tính sổ sách vô luận như thế nào đều được đem tiền trước đem tới tay xin yên tâm viên công tử chân thành nói ta ma đế môn sẽ không quyệt nợ cái kia liền mau lấy ra đi bổn tọa chờ lấy về nhà tắm rửa đây. Quân thường tiếu nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Viên công tử khó nhọc nói, chờ một chút, lấy, nhìn về phía tưởng lệnh thân bọn người, nói, chư vị, đừng ngốc đứng. Hắn có thương tích trong người, không dễ dàng cho hành động, nếu không đã sớm nhanh đi vì quân cẩu thẳng chuẩn bị thiên nhiên linh thạch, 5 triệu linh thạch cho hắn, các đệ tử còn lấy cái gì tu luyện. Một tên ma đế môn trưởng lão phàn nàn nói, viên công tử mau tức khóc người ta cái kia như núi non một dạng cự kiếm lập ở trước sơn môn, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống đến. Còn có ma đế đại người ý chí truyền thừa tại, bọn họ chẳng lẽ một chút cũng không rõ ràng sao? Ta mẹ nó meo tại sao lại sẽ như vậy một đám heo đồng đội? Công chủ, ngay tại lúc này, diêu mộng ánh mở miệng nói, linh thạch chúng ta đừng muốn trực tiếp hợp nhất cái này ma đế môn đi. Quân thường tiếu thần sắc khẽ giật mình, tiểu nha đầu ý nghĩ rất cuồng giả a, à. chủ thượng. Viên công tử vội vàng tỏ thái độ nói, ta viên phong, nguyện đi theo làm tùy tùng, dưới tình huống bình thường, hắn có thể sẽ đại biểu ma đế môn, nhưng bây giờ mấy cái heo đồng đội còn mang trong lòng suy nghĩ, cho nên vẻn vẹn chỉ đại biểu chính mình. Diêu mộng ánh ôm lấy tay đến, nói, ngươi muốn hiệu trung không phải ta, mà là ta nhà tông chủ, cái này, viên phong biểu hiện trên mặt có chút đặc sắc, tưởng lệnh thân lạnh mặt nói, chúng ta chỉ thuần phục tại ma đế, người khác không có tư cách, hô ngay tại lúc này thủy chung lơ lửng ở giữa không trung bên trong cự kiếm đột nhiên nặng rơi xuống mang theo kiếm thế trực tiếp tê liệt đại phiến không gian tưởng lệnh thân đám người sắc mặt đại tiện vội vàng hướng về sau lui nhanh ầm ầm bọn họ là thoát đi nhưng thành lập mấy ngàn năm sơn môn trong nháy mắt tại cự kiếm nghiền ép phía dưới phân mảnh cũng bày biện ra một cái sắp kéo dài đến đại điện sâu xa kiếm hố từ trên cao xa ống kính nhìn lại miên bản rất có nội tình cổ lão tông môn liền giống bị người cầm đao ở phía trên hung hăng vạch một đạo, vô cùng bắt mắt, hư. hưu, quanh kích sau đó, tảng mắt đầy đất kiếm khí lần nữa bị dẫn dắt, cấp tốc về bay, sau đó một lần nữa hội tụ vào một chỗ, chư vị, quân thường tiếu ngạo nghệ nói, bổn tọa có không có tư cách, ngươi, tưởng lệnh thân cùng tất cả trưởng lão lửa giận ngút trời, sơn môn đại biểu tông môn mặt mũi, bị cái kia gia hỏa trực tiếp hủy đi, tuyệt đối không thể tha thứ, đương nhiên, quân thường tiếu nói, hiệu trung bổn tọa cũng phải nhìn tư cách các ngươi năm cái đánh không lại ta tông một cái đường chủ căn bản không có tư cách hiệu trung với ta đinh hưng vượng bọn người khóe miệng hơi rút ta tông chủ đại nhân thì tử đường chủ mạnh như vậy gia hỏa tin vẫn đại lục có thế đơn đã độc đấu thắng hắn chắc chỉ có đế cấp tầng thứ ngươi muốn lấy cái này làm phân xét tiêu chuẩn người nào cũng không có tư cách theo ngươi lăn lộn a à, uy diêu mộng oánh xông viên phong vạch vạch ngón tay nói hiệu trung tông chủ cũng là hiệu trung ta mau chạy tới đây viên phong rối rắm hiệu trung bé gái này hắn khẳng định không ý kiến dù sao có tiên thiên ma thể cùng ma đế chi nhãn nhưng hiệu trung quân thường tiếu thật là có chút lớn khó xử người nha đầu quân thường tiếu nói bọn họ hiển nhiên không có đem ngươi trở thành làm chân chính chủ thượng không cần tới nói nhảm nhanh đưa tiền lấy ra thì xong việc tốt a à. diêu mộng oánh lắc đầu nói ta cho các ngươi một cơ hội các ngươi đã lựa chọn từ bỏ cũng không thể trách ai được nhanh lên tay nhỏ chống nạnh, trừng mắt mắt to, giữ dằn nói, lấy tiền. Chương 953, dẹp đường hồi phủ, Diêu Mộng Ánh nói hợp nhất cái này ma đế môn, quân thường tiếu vẫn rất tâm động đây. Bất quá, theo viên phong xoắn suýt, cùng tưởng lệnh thân bọn người thái độ đến xem, như là vô hiệu trung chính mình tính toán. Đã như vậy, khẳng định không thể ép buộc, cho nên tiếp tục theo lấy lúc trước kế hoạch đi, để bọn hắn đem tiền đánh vào chính mình kẹp lên là được tại tiểu la lị diêu mộng oánh giữ dằn uy hiếp dưới, viên công tử chịu đựng thương tổn, tự mình đi lấy tiền, heo đồng đội là không trông cậy được, vẻn vẹn hy vọng bọn họ không muốn lại thêm phiền, nhanh đưa tên ôn thần này đưa đi thì xong việc, không tệ, tổn hại sơn môn chỗ trên không, quân thường tiếu kiểm kê mấy cái cỡ lớn không gian giới chỉ về sau, hài lòng nói, 5 triệu một viên không thiếu, hưu, hưu, kiếm thế nhược hóa, kiếm khí rơi xuống lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ bọn người ào ào đem đạo cụ thu nhập giữ lấy tông chủ lần sau trang bức lúc lấy ra tiếp tục dùng hô viên công tử thở vào một hơi nhưng cảm nhận được dư mộng ánh thủy chung phóng thích tiên thiên ma khí vẫn lòng còn sợ hãi quỳ trên mặt đất tưởng lệnh thân bọn người chỉ có thể trông mông nhìn lấy quân thường tiếu đem chứa vào linh thạch không gian giới chỉ lấy đi không dám đi cùng hắn lý luận lý luận tông môn bị tìm tới đỉnh phong lực lượng phía trên lại đánh không lại bọn họ hoàn toàn ở vào bị động, nếu như có thể tiêu ít tiền đem sự việc giải quyết, thì cần phải đi cám ơn trời đất, viên công tử, quân thường tiếu nói, khoáng thạch, tinh hạch, dược tài đâu, chính đang chuẩn bị, xin chờ một chút. Viên phong vội vàng nói, sợ tên này một lời không hợp lại hội tụ cự kiếm đi ra, đúng, quân thường tiếu nói, tốt nhất đến điểm Megapixel môn bí tịch, không bao lâu, mà để môn đệ tử lại lấy ra rất nhiều không gian giới chỉ bên trong chứa đựng các loại võ đạo tư nguyên, bên trong còn có vài chục bản ma đạo võ học, Viên công tử, quân thường tiếu đem đồ, vật thu hết đi, cười nói, hợp tác vui vẻ. Viên phong minh bạch lời nói này là cố ý nhường một chút tưởng lệnh thân bọn họ ý nghĩ kỳ quái. Tại ánh huy sơn ngay trước thiên hạ quần hùng mặt nói là bằng hữu, cái này đồng dạng là một khoản, lấy quân thường tiếu tính cách khẳng định sẽ đáp lễ, các ngươi thật không hiểu trung nhà ta tông chủ sao. Diêu mộng oánh hỏi. Viên công tử ánh mắt kiên định nói, ma tu chỉ thuần phục tại ma đế, từ trước tới giờ không hiệu trung với người khác, chết đầu óc. Diêu mộng oánh từ bỏ, thực nàng để tông chủ hợp nhất ma đế môn, cũng không là bởi vì chính mình có ma đế truyền thừa, mà chính là có thế có ma tu làm bạn, dù sao tại vạn cổ tông, tu luyện ma đạo chỉ có chính mình cùng mặt thương, cái sau còn vẻn vẹn vẻ tính toán nửa cái, chư vị, quân thường tiếu thản nhiên nói, bổn tọa không phải một cái tính toán chi ly người, đã bồi thường tiền giữa chúng ta ân oán như vậy tan thành mây khói viên công tử cùng tưởng lệnh thân tâm lý tại máu những thứ này thiên nhiên linh thạch cùng các loại võ đạo tư nguyên mặc dù lớn nhiều từ trên người danh môn chính phái cướp bóc nhưng hôm nay cho hết hắn đem đổi lấy ân oán kết đại giới theo cũ có chút lớn có chút khó có thể tiếp nhận đương nhiên quân thường tiếu lại nói bổn tọa không hy vọng nếu có lần sau nữa nếu không nhìn về phía ma đế môn nội viện đầy rẫy sát ý nói, ma đế môn thật là thì không còn tồn tại, để danh môn chính phái vạn phần đau đầu tông môn, hắn cũng rất tiêu sái tại tiến hành uy hiếp, quân tông chủ xin yên tâm, ta ma đế môn nhằm vào là danh môn chính phái, tuyệt sẽ không đi lại đi treo chọc quý tông. Viên Phong nói, quân thường tiếu nói, viên công tử, có một số việc ngươi ta biết liền có thể, như như có cái gì tin tức rò rỉ ra ngoài, bổn tọa đồng dạng còn có lại đến đến nhà bái phỏng. Viên phong biết hắn nói sự việc khẳng định cùng dư mộng oánh có quan hệ Sau đó vội vàng truyền âm nói Quân tông chủ, chủ thượng là chúng ta tín ngưỡng Đương nhiên sẽ không đem sự việc truyền đi Từ đó cho nàng mang đến bất lợi Vậy là tốt rồi Quân thường tiếu chấp tay nói Không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước Thôi, mang đệ tử rời đi Thực có quan hệ dư mộng oánh nắm giữ tiên thiên ma thể sự việc Hắn đã không quan tâm Dù là truyền đi cũng không quan trọng dù sao đã nắm giữ cùng đỉnh phong tông môn chống lại thực lực, bất quá, còn muốn phát triển khiêm tốn tông môn, nhiều một sự khẳng định không bằng ít một chuyện, đưa mắt nhìn quân thường tiếu cùng các đệ tử dần dần biến mất tại giữa rừng núi, tưởng lệnh thân chờ mấy tên trưởng lão lúc này mới đem phẫn nộ nổi lên, viên công tử, một tên trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, môn chủ nếu như biết chuyện này, khẳng định sẽ đối ngươi thất vọng, hóa, các ngươi còn có mặt nói. Nếu không phải tự tiện chủ trương đi nhằm vào vạn cổ tông, tông môn sao lại bị đại nạn này. Viên phong tin tưởng vững chắc nói, môn chủ nhất định có thể hiểu được ta. Tưởng lệnh thân trầm mặt nói, lão phu hiện tại rất hoài nghi, có phải hay không là ngươi cho quân thường tiếu mật báo, để hắn như thế dễ dàng tìm tới cửa, đánh rắm. Viên công tử rốt cục nhịn không được, gầm thét lên, ta viên phong thủy chung trung với ma đế đại nhân, trung với ma đế môn, tuyệt sẽ không làm phản bội tổ chức sự việc. Điều này hiển nhiên khó có thể không cách nào ma đế môn cao tầng tin phục, nhìn về phía ánh mắt của hắn có một chút đề phòng, chư vị, một tên trưởng lão nói, tông môn cứ điểm đã bại lộ, chúng ta việc cấp bách vẫn là muốn cân nhắc, nên như thế nào càng tốt hơn che giấu, nếu không, cái kia gia hỏa năm lần 10 lượt đến cướp sạch một phen, chẳng phải muốn làm oan đại đầu, khoan hãy nói, quân cẩu thẳng thật có tính toán này, hắn không có quá nhiều đi làm khó dễ ma đế môn, cũng không phải là xem ở võ đạo tư nguyên phía trên, mà là nghĩ đến, để bọn hắn tiếp tục cùng danh môn chính phái đấu, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi, để quân cẩu thẳng đi ăn cướp danh môn chính phái, khẳng định làm không được, dù sao rất dễ dàng trở thành đại lục công địch, nhưng nếu như ma môn đem bọn hắn ăn cướp, chính mình lại đi ăn cướp ma môn, thì không có cái gì gánh nặng trong lòng, xin lỗi, ăn cướp các ngươi là ma môn, cùng ta quân mổ người không quan hệ, tưởng lệnh thân nói, quân thường tiếu có thể tìm tới nơi này, tuyệt đối có cái gì phương pháp đặc thù chúng ta muốn chuyển di trận địa, đi nguy hiểm hơn phức tạp hơn cấm địa, tin vẫn đại lục cấm địa nếu có nhân loại tư duy, khẳng định cùng nhau chửi ầm lên, đi đại gia ngươi, đừng đến liên lụy chúng ta, tông chủ, trở về vạn cổ tông trên đường, đinh lão nói, những ma môn đó võ tu như là rất kiên kỵ diêu nha đầu, vì cái gì không nhân cơ hội này biến thành của mình, quân thường tiếu lắc đầu nói, trừ viên công tử cùng một chút đệ tử bên ngoài, mấy tên vũ thánh cấp cao tầng đều không đồng ý nếu như dùng sức mạnh lời nói sợ hội phản tác dụng tử lân yêu vương thản nhiên nói không phục thì diệt quân thường tiếu nói ra cái này ma đế môn nếu như nói diệt cũng có thể diệt cũng sẽ không tồn tại mấy ngàn năm tuy nhiên tại vừa rồi trong chiến đấu phe mình đỉnh phong lực lượng mạnh hơn so với đối phương nhưng ai nào biết ma môn thế lực có hay không chuẩn bị ở sau huống chi còn có một người môn chủ thủy chung không có lộ diện trời mới biết tu vi cao bao nhiêu đã tồn tại không xác định nhân tố để ma đế môn cam tâm tình nguyện bồi thường tiền sự tình khẳng định là kết quả tốt nhất nếu không bức tức giận chơi ngọc đá cùng vỡ liền được không bù mất quân thường tiếu nhúng nhúng vai nói đã tìm tới một lần thì sẽ tìm được lần thứ hai ba lần chỉ cần bọn họ còn tại tinh vẫn đại lục coi như trốn đến chân trời góc biển cũng tuyệt khó thoát ra bổn tọa lòng bàn tay không phải khoác lác là thật có năng lực bởi vì coi như không có theo quỷ mỹ mấy người trong miệng biết được hôn nha sơn mạch gian tà cũng có thể dò thăm, chờ hắn tu vi mạnh hơn, đối nguyên thần chi thể lĩnh ngộ càng sâu, đừng nói tại tinh vẫn đại lục tìm một cái tông môn, coi như tìm cây kim cũng dễ như trở bàn tay, hiện tại, quân thường tiếu thầm nghĩ, liền đợi đến tiếp tục xem bộ phim, quay lại nhìn về phía trong mắt đã khôi phục bình thường diêu mộng ánh, thầm nghĩ, nha đầu, ma đế môn ma tu bổn tọa không có cưỡng ép hợp nhất, cũng là tính toán lưu cho ngươi, chờ sau này có đầy đủ thực lực, đi đường đường chính chính hàng phục bọn họ, đường đường chính chính trở thành ma môn chi chủ đi. Vạn cổ tông, quân thường tiếu sau khi trở về, đem 5 triệu khỏa thiên nhiên linh thạch toàn an trí tại đồ vật máy bên trong, cũng thiết lập nhiều ít điểm cống hiến có thể cung cấp đệ tử mua sắm, còn đi hôn nha sơn mạch bái phỏng ma đế môn sự việc, ngoại giới cũng không có người nghị luận, các tông môn còn tại tại tích cực hành động, không ngừng tìm kiếm ma môn chỗ ẩn thân, gian trưởng lão. Sau khi trở về, Lý Thanh Dương tìm tới Giang Tà, nói, có nàng tin tức sao, tìm tới. Giang Tà nói, Lý Thanh Dương đại hỷ, bất quá. Giang Tà nói, cô bé này một mình sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm bên trong, qua rất khó khăn, nàng ở địa phương nào, Đông Bắc Lô Châu Tiểu Hàng Thôn. Lý Thanh Dương trầm mặt, chính mình tại Tây Nam Dương Châu, nàng tại Đông Bắc Lô Châu, cái này là cố ý trốn đến xa nhất địa phương, không để cho mình tìm tới sao, tông chủ. Lý Thanh Dương theo đại điện bên ngoài đi tới, nói, "Đệ tử muốn ra ngoài mấy ngày, quyết định." Quân Thường Tiếu nói, "Muốn đi tìm nàng, đệ tử chỉ nghĩ tới đi xa xa nhìn một chút." Lý Thanh Dương nói, "Để công tôn trưởng lão cùng đi với ngươi a, đọc sách." Dù sao cũng là Đông Bắc Lô Châu nhân sĩ, đối nơi này khu vực quen thuộc. Quân Thường Tiếu nói, "Không khó coi ra, con hàng này khẳng định nghe lén Lý Thanh Dương cùng Giang tà ở giữa đối thoại, vâng, cùng ngày." Lý Thanh Dương cùng Công Tôn Hạo Hải rời đi vạn cổ tông, hướng đông bắc lô châu cực tốc bước đi. Công Tôn Hạo Hải có chút kích động, dù sao theo mới đầu bị nhốt vạn cổ tông quét rác, cho tới bây giờ trở thành một tên trưởng lão, đã rất nhiều năm không có về quê nhà. Quân Thường Tiếu cũng không có nhàn rỗi, đem theo ma đế môn cái kia lấy được tư nguyên toàn phân phối về sau, tiến vào vị diện chiến trường lấy ra tầm bảo khí, tiếp tục tìm tòi cơ duyên đến mở rộng cứ điểm diện tích còn vạn cổ tông đệ tử thì tại tích cực làm lấy tông môn nhiệm vụ, tông môn thành tựu giá trị lần lượt đề bạc, khoảng cách đạt tới đầy điểm đề bạc kiến thiết cũng càng ngày càng gần. Chương 954, hắn đã mạnh như vậy a à. bên trong chiến trường các vị diện võ giả khóc, bởi vì quân cẩu thẳng tại giải quyết trong nhà sự việc sau lại trở về, lần này vì càng nhanh mở rộng cứ điểm diện tích, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tồn tại bên trong cơ duyên, vũ khí, vũ kỹ, trang bị, chí bảo, dược tài, khoáng thạch, chỉ cần tại tầm bảo khí phía trên xuất hiện, chỉ cần bị hắn khóa chặt, tuyệt đối mọc cánh khó thoát, loại này phát rồ tìm kiếm, mang đến hậu quả chính là, rất nhiều vị diện cực khổ xác định cơ duyên, trăm cây nghìn đắng tìm đi qua, kết quả vẻn vẹn còn lại một cái bị liếm qua hộp rỗng, không, bị người nhanh chân đến trước, đến cùng là ai, vị diện chiến trường thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở một ít cơ duyên mảnh đất, nghe đến các cường giả tê tâm liệt phế ngao gào, thanh âm bên trong lừa phát phẫn nộ cùng bi thương. Rất nhiều tiếng vào vị diện cường giả đều chạy cơ duyên mà đến, có ít người mấy năm như một ngày tìm kiếm, kết quả là bị người khác nhanh chân đến trước, đây không thể nghi ngờ là vô cùng trầm trọng đã kích. Cái này gốc thiên tâm thánh thảo, tuy nhiên còn không thành thục, chỉ là có thể dùng thiên địa kỳ vật quẩn dục khí đến đẩy nhanh quá trình chính. Khối này vẫn linh thạch nặng đến ngàn cân, nếu có chuyên nghiệp chú tạo sư, có thể cầm lấy đi chế tạo ra rất nhiều không tệ vũ khí trang bị. Còn cái này linh khí hóa trâu vũ kỹ Có thể cho tội kỹ cùng Ngọc Hoa bọn họ tu luyện Ngồi ở trong đại điện quân thường tiếu Chính tại cẩn thận sàng lọc cùng phân phối gần nhất Tìm tới các loại cơ duyên Có chút thậm chí còn không hài lòng Cho rằng không có gì tác dụng thực tế Vị diện võ giả tìm tới một loại cơ duyên Thì rất mừng rỡ như điên Tên này nhiều đến bắt đầu ghét bỏ Thật là người so với người làm người ta tức chết Tìm nhiều như vậy cơ duyên Tinh vẫn đại lục cứ điểm cũng khuếch trương lớn không ít Giờ phút này đang từ thôn trang quy mô hướng thành trấn quy mô kéo dài, theo chiến trường quy tắc, tân tiến nhập vị diện tại trong vòng 5 năm đem cứ điểm mở rộng đến thành trấn quy mô, liền như là hoàn thành sứ mệnh, nắm giữ tự do ra vào quyền lợi. Kết quả, đại biểu Tinh vẫn Đại Lục võ giả còn không có tiến vào, còn tại kinh sợ bên trong, chính mình cứ điểm nhiệm vụ liền đã nhanh hoàn thành. Cái này chỉ sợ là cổ kim không có sự tình. Hưu, địa hình cải tạo dụng cụ bay ra, an trí trên mặt đất, ong ong ong. Theo đêm tối đến hừng đông khoảng thời gian này, tinh vẫn đại lục cứ điểm nhiều lần truyền đến chấn động, một tòa núi lớn cứ như vậy bình đi lên, ầm ầm, hôm sau, tiêu tội kỹ hai tay núi lớn, quân thường tiếu ở phía dưới cấp tốc bố trí ngũ hành đại trận, đem chống đỡ đứng ở giữa không trung, giờ này khắc này, tại tinh vẫn đại lục cứ điểm bên trong, đã có năm tòa núi cao lơ lửng, hiện lên chung quanh giao thoa hình, ta thiên, lại có một ngọn núi treo lên, cái này tinh vẫn đại lục đến cùng làm sao làm được. Bên ngoài mấy trăm dặm võ giả ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy tầm mắt cuối đường lại có một tòa núi lớn treo lơ lửng giữa trời, cùng hắn ngọn núi nộp sai mà đứng, cấu tạo ra dãy núi lơ lửng hùng vĩ hình ảnh, đều trợn tròn con mắt, ta hôm qua đi ngang qua lúc, rõ ràng chỉ có bốn tòa, một đêm trôi qua tại sao lại bỗng dưng thêm ra một tòa đến. Một tên võ giả phát điên đạo, nếu không phải thủy chung tại kiên định không thay đổi tu luyện võ đạo, hắn thậm chí khả năng cho rằng chính mình có phải hay không gặp quỷ, chớ kinh ngạc, chớ giật mình, bởi vì cái này vừa mới bắt đầu, vì siêu việt những đỉnh phong đó vị diện cứ điểm, quân thường tiếu vẫn đang cố gắng lục soát tìm cơ duyên, nỗ lực mở rộng địa bàn, cho nên trong thời gian sau đó, từng tòa đại sơn bỗng dưng mà lên, sau đó lơ lửng giữa trời, chấm chấm chấm, tinh vẫn đại lục, vì đền bù quân cẩu thẳng đe dọa mang đến tổn thất, mà đế môn tại đem đến một cái khác cấm địa về sau, bắt đầu điên cuồng nhằm vào danh môn chính phái, trong khoảng thời gian ngắn thì có 6 7 cái tứ ngũ lưu tông môn bị diệt, đỉnh phong tông môn đối với cái này bày tỏ rất bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn mặc dù liên hợp không ít tông môn, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới ma đế môn chỗ ẩn thân, chỉ có thể ở vào bị động bị đánh, bởi vì ma môn nhiều lần lộng hành quấy rối, toàn bộ tinh vẫn đại lục trên không bao phủ một cổ áp lực khí tức, rất nhiều tự xưng là danh môn chính phái thế lực kinh sợ, sợ có một ngày thình lình bị diệt mất loại này không khí cảm nhiễm không tranh quyền thế đông bắc lô châu trong không khí đồng dạng ẩn chứa áp lực khí tức những nguyên bản đó thường có tông môn đệ tử lên đường hoặc du ngoạn địa phương bây giờ rất ít không có người ra vào rất có tuyết hoa tung bay bắt phong khiếu rít gào thiên địa một mảnh mênh mông cảm giác áp lực không khí chỉ có vỏ giả có thể cảm giác được băng nguyên phía trên người bình thường còn tại mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ trải qua bình thường nhất mà gian khổ sinh hoạt một cái vắng vẻ trong thôn trang nhỏ ra ngoài đi sang người trưởng thành thắng lợi trở về, đám trẻ con cao hứng bừng bừng hoan nghênh, qua, thật lớn cá, khẳng định là cha ta bắt đến, nói bậy, nhất định là cha ta bắt đến, bọn nhỏ vì một con cá tranh giành mặt đỏ tới mang tai, dẫn tới những đêm đó con mồi dở xuống, chính uống rượu sưởi ấm người trưởng thành ồn ào cười to, đến, một tên tuổi chừng tuổi hơn 40, cao lớn thô kệch trung niên nhân phất phất tay, nói, quách thúc ngày hôm nay kể chuyện xưa cho các ngươi hắn là trong thôn đi săn đội đội trưởng, cũng là toàn thôn duy vừa tu luyện võ đạo, tuy nhiên thực lực vẻn vẹn chỉ có khai mạch thập nhị đoạn, lại là bọn nhỏ trong lòng chiến thần. Quách thúc, một tên tuổi chừng 10 tuổi hài tử nói, chúng ta muốn nghe vạn cổ tông cố sự, liền biết các ngươi bọn này thằng nhãi con muốn nghe cái này, quách thúc ta cố ý đi trong thành nghe ngóng một phen. Quách thúc cười nói, đám trẻ con nhất thời mừng rỡ như điên vây quanh, xảo nhi tỷ, cái kia 10 tuổi hài tử xông một tòa phòng ốc đơn sơ hô, quách thúc muốn giảng vạn cổ tông cố sự, người mau tới nghe nha, Kép, hơi có vẻ rách nát cửa phòng đẩy ra, một cái mặt lấy tạp về, giống như đang bận rộn cơm trưa nữ tử đi tới, nàng tuổi chừng chừng 20, ăn mặc quần áo tuy nhiên dơ dơ bẩn bẩn, nhưng lại khó nén thanh tú màu sắc, tiểu hổ tử, nữ tử nói, quách thúc săn bắn vừa trở về, còn muốn nghỉ ngơi đây, mấy người các ngươi nhanh chỗ khác chơi, đừng có lại quấn lấy không có việc gì, không có việc gì. Quách thúc cười nói, nữ tử lắc đầu, nha đầu, quách thúc cười nói, ta lần này đi trong thành, thăm dò được rất nhiều có quan hệ vạn cổ tông sự việc, bên trong còn có ngươi người trong mộng nha, quách thúc. Xảo nhi tỷ người trong mộng ai vậy? Bọn nhỏ hiếu kỳ hỏi, nữ tử còn mặt đỏ tới mang tay lên, quách thúc uống một ngụm liệt tử, tuết miệng nói, lần này quách thúc muốn cho các ngươi giảng vạn cổ tông tham gia long hổ tranh bá cố sự bọn nhỏ không biết như thế nào long hổ tranh bá nhưng chỉ cần cùng vạn cổ tông có quan hệ khẳng định vô cùng vui lòng nghe cố sự là như thế quách thúc lớn lên đem chính mình từ bên ngoài nghe đến tin tức không sót một chữ nói ra bọn nhỏ nghe được như si như say nữ tử cũng đang lắng nghe càng nghe đến người kia tên chính là mừng rỡ thầm nghĩ hắn đã mạnh như vậy a à, vui vẻ sau đó càng nhiều vẫn là thất lạc hắn là thanh dương quận đệ nhất thiên tài lại thêm vào phong quan vô hạn vạn cổ tông, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chính mình chỉ là người bình thường, về sau đã định trước sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. A. À. xảo nhi tỷ làm sao khóc, không có. Không có, nữ tử vội vàng đứng lên, vội vàng về đến chỗ mình ở, nói, Quách thúc nhất định đó chết a, à. ta hiện tại liền đi nấu cơm. Chương 955, thời gian lâu dài, liền quên, đêm tối tiến đến xảo nhi tỷ ngồi ở dưới mái hiên ngẩn người, nha đầu, quách thúc đi tới, nói, đang suy nghĩ gì đấy, không, không có suy nghĩ gì, ngươi đến tiểu hàng thôn cũng có mấy năm, thúc có thế nhìn ra, tâm lý thủy chung chứa tâm sự đây, ta, nha đầu, ngươi cùng vạn cổ tông nhị đệ tử có phải quen biết hay không? Mỗi lần ra ngoài đều xin nhờ thúc nghe ngóng hắn tin tức. Quách thúc chân thành nói, xảo nhi tỷ cúi đầu xuống, nói, đã từng nhận biết. Câu trả lời này để quách thúc không ngoài ý muốn, nói, đây chính là chúng ta người bình thường không với cao nổi tồn tại, nhanh đưa hắn quên, không muốn làm khó mình. Xảo nhi tỷ tâm tình thất lạc nói, ta theo Tây Nam Dương Châu đi vào Đông Bắc Lô Châu, cũng là muốn quên hắn, nhưng là cho dù nơi này khí trời lạnh lẽo, cũng khó có thể lạnh mất trong lòng phần kia tưởng niệm, ừng ực, quách thúc hớp một cái liệt tửu, chán nản nói, thúc có thể hiểu được ngươi, bởi vì thúc lúc tuổi còn trẻ cũng có yêu mến nữ hài người ta thiên tư so với ta tốt cảnh giới cao hơn ta chỉ có thể giống cái kẻ ngu một dạng nhìn xa xa xảo nhi tỉ ngạc nhiên quách thúc nói thời gian lâu dài liền quên thời gian lâu dài liền quên xảo nhi tỉ nỉ non một câu nói quách thúc ta minh bạch quách thúc đứng dậy rời đi xảo nhi tỉ ngồi ở dưới mái hiên thật lâu sau đó lấy ra một cái ố vàng thiên chỉ hạt nói thanh dương ca nguyện ngươi trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả hô một trận gió thổi tới, thiên chỉ hạt tuột tay mà bay, bay về phía bầu trời. Xảo nhi tỉ ngẩng đầu nhìn nó dần dần biến mất ở trong màn đêm, đau lòng không thôi nói, từ hôm nay trở đi cắt đứt hết thảy tưởng niệm. Chấm chấm chấm, thông xóm bên ngoài, thiên chỉ hạt phiêu nhiên rơi xuống, Lý Thanh Dương dùng bàn tay tiếp được, thất lạc nói, nàng vừa rồi muốn xé toan sao, từng, công tôn hạo hải nói, Lý Thanh Dương đem thiên chỉ hạt thu nhập không gian giới chỉ, xoay người sang chỗ khác, nói, chúng ta đi thôi, đi, công tôn hạo hải mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn nhìn ra được, Lý Thanh Dương Thủy chung ở bóng tối lưu ý gọi là xảo nhi tỷ nữ hài, hai người khẳng định có không tầm thường quan hệ, bây giờ thật vất vả theo Tây Nam Dương Châu chạy tới, không đi ra gặp mặt một lần, thì vội vã rời đi sao, thật muốn đi, từng, tốt a, à, xoát, xoát, hai người biến mất tại thôn trang bên ngoài, đã về đến phòng bên trong xảo nhi tỷ, như là cảm thấy được cái gì, vô ý thức nhìn về phía ngoài thôn Lý Thanh Dương lúc trước đứng đấy địa phương, nỉ non nói, có đồ vật gì rời đi, là mèo hoang sao, chấm chấm chấm, đạp, 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 đột nhiên, tiếng vó ngựa trong đêm tối vang lên, đánh vỡ tiểu hàng thôn bình tĩnh, chấn động tới đã ngủ say quách thúc bọn người, không tốt, cường đạo đến, lộn xộn thanh âm vang vọng giữa không trung. Trong thôn trang đột nhiên giết ra một đám sắc mặt dữ tợn, cưỡi ngựa cao to áo đen trang phục người tới. Bọn họ là Đông Bắc Lô Châu lâu dài chạy trốn cường đạo, bởi vì gần nhất danh môn chính phái núp ở trong tông môn không dám tùy tiện đi ra, bắt đầu không kiên nể gì cả làm sằng làm bậy. Quách thúc cầm trường thương theo trong phòng lao ra, làm tiểu hàng thôn duy nhất võ tu, cũng là nhận toàn thôn an toàn đội trị an dài. Đi đại gia ngươi, cường đạo đầu một xuống ngựa một chân liền đem quách thúc đá bay ra ngoài, sau đó mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu vơ vét tài vật cùng thực vật. Quách thúc, xảo nhi tỷ nhìn thấy quách thúc thổ huyết nằm trên mặt đất vội vàng theo trong phòng chạy tới a à, cường đạo đầu mục kinh ngạc nói cái này rừng sâu núi thẳm mảnh đất lại còn có dáng điệu không tệ cô nàng người tới bắt lại cho lão tử mang về trên núi làm áp trại phu nhân vâng mấy tên hung hãn cường đạo cầm đao kiếm xông lại nha đầu quách thúc nỗ lực đứng lên một tay lấy xảo nhi tỷ đẩy lên đằng sau sắc mặt dữ tợn nói đi mau đi không một tên cường đạo âm đuổi theo, hô, quách thúc đem mờ nhạc linh năng rót vào trường thương, đột nhiên quét ngang, kết quả lại bị đối phương tùy tiện né tránh, cũng cầm kiếm đâm đi qua, phốt, rét lạnh trường kiếm theo ở ngực đi qua, máu tươi phun tung tóe tại trên mặt tuyết, quách thúc, ổn định thân thể xảo nhi tỷ nhìn thấy quách thúc bị lợi kiếm xuyên thấu, hoa dung thất sắc nghẹn ngào hô, trùng hợp, thôn dân cũng bị đuổi ra ngoài, nhìn thấy trong thôn duy nhất võ tu bị trọng thương, trong lòng nhất thời dân lên tuyệt vọng vướng bận gia hỏa, cường đạo rút kiếm mà ra, một chân đem quách thúc đá bay ra ngoài, sau đó theo xảo nhi tỷ đi qua, bành, cục đá bay qua, nện ở đầu hắn phía trên, cái kia 10 tuổi hài tử lại cầm lấy một khối hòn đá nhỏ nắm ở trong tay, trừng trồng mắt nói, chớ làm tổn thương xảo nhi tỷ, cường đạo quay người, cầm nhúng máu trường kiếm đi qua, một phát bắt được tiểu gia hỏa, đem dơ lên cao cao, sát khí đằng đằng nói, tiểu quỷ đầu, ngươi là đang tìm cái chết hài tử mặc dù bị trói buộc, lại lâm nguy không sợ la lớn, xảo nhi tỷ, ngươi chạy mau, chạy, cường đạo đầu một lạnh một tiếng, nói, bị lão tử nhìn lên nữ nhân, chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, vào lúc này, mấy tên khác sơn tạc đã tới gần xảo nhi tỷ, ngươi, các ngươi đừng tới đây, xảo nhi tỷ thất kinh từng bước một lui lại, mãi đến thối lui đến góc tường liền không đường có thể lui, lão đại, cường đạo nhị đầu một dẫn người theo thôn dân gian phòng đi tới, tức miệng mắng to, thôn trang này thật mẹ hắn nghèo, đừng nói ngân phiếu, liền đáng tiền đồ, vật đều không, quy củ cũ, cường đạo đầu một hạ lệnh, một mồi lửa thiêu hủy, những người này đâu, nữ nhân cùng hài tử mang đi, còn lại toàn giết, được rồi, nhị đương gia vội vàng phất phất tay, bọn cường đạo ào ào đưa trong tay bó đuốc ném ra, sau đó cầm kiếm đi hướng quần rung lẫy bảy thôn dân, hô, một luồng kình phong thổi tới, sắp cùng phòng ốc tiếp xúc bó đuốc đột nhiên dập tắt, ừng chuẩn bị hành hung cường đạo, ào ào thuận gió thổi tới phương hướng nhìn lại, bất chợt tới cảm giác trước mắt kiếm quang lóe qua, phốt. Phốt, máu tươi phun tung tóe, đầu người bay loạn, cường đạo đầu mục cùng nhị đương gia thấy thế, cả kinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, những cái kia đang muốn đem xảo nhi tỷ bắt lại mấy tên sơn tặc, giờ phút này dừng lại tại nguyên chỗ, một cổ vô hình uy áp làm đến bọn hắn khó có thể động đậy mảy may, người không thể động, tư duy vẫn còn, mãnh liệt tử vong khí tức trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Những cường đạo này tu vi mặc dù không ra gì, nhưng trực giác rất chính xác, bởi vì một thanh kiếm sắc xuất quỷ nhập thần theo cái cổ xẹt qua, trực tiếp đem sinh mệnh vô tình thu hoạch. Tình cảnh này phát sinh rất nhanh, làm rung lẫy bảy thôn dân dần dần tỉnh táo lại, liền phát hiện chung quanh hơn 10 danh sơn tặc tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, hình ảnh rất đáng sợ, dọa đến hài đồng không dám nhìn tới, chưa tỉnh hồn xảo nhi tỷ nỗ lực ngẩng đầu, gặp trước người đứng một cái màu hồng đỏ áo choàng nam nhân, trong tay cầm lợi kiếm dính đầy máu tươi, xuôi theo mũi kiếm rơi xuống đất, tuy nhiên vai đối diện mình, tuy nhiên thấy không rõ chính diện, lại làm cho nàng không gì sánh được quen thuộc, sau đó kìm lòng không được nói, thanh dương ca, cái kia đột nhiên xuất hiện người không nói, từng bước một đi hướng bị uy áp trói buộc cường đạo đầu mục, sau đó đem kiếm khoát lên cổ hắn phía trên, lạnh lẽo âm u nói, trời gây nghiệp còn nhưng là tha thứ, tự gây nghiệp thì không thể sống thanh âm này, là hắn, thật sự là hắn, xảo nhi tỉ che miệng, nhất thời nước mắt rơi như mưa, hảo hán, đừng, đừng, phốt, kiếm quang lóe qua, cường đạo đầu một đầu bay ra, sau đó rơi xuống tại đất tuyết, gương mặt kia vĩnh viễn dừng lại đang sợ hãi bên trong, bị trói buộc nhị đương gia, nhìn đến lão đại cứ như vậy chết, ánh mắt nổi lên hoảng sợ càng mãnh liệt, sau đó tại lợi kiếm xẹt qua về sau, đầu một nơi thân một nẻo đi, sơn tạc đều bị giết tiểu hàng thôn nguy cơ giải trừ, thân xuyên chiến bào nam tử thanh tẩy thân kiếm vết máu, tiêu sái thu kiếm vào vỏ, hắn căn bản muốn cứ như vậy rời đi, xảo nhi tỷ lại nỗ lực đứng lên, nói, thanh dương ca, là ngươi sao, chương 956, cùng ta về vạn cổ tông đi, hừng đông, chưa tỉnh hồn thôn dân đang thanh lý sơn tạp thi thể, thanh lý nhuộm đỏ đất tuyết, tối hôm qua sự việc, để bọn hắn chung thân khó quên, càng cái kia đột nhiên xuất hiện chiến bào nam tử toàn diệt nhiều như vậy cường đạo hành động vĩ đại, gọi tiểu hổ tử hài đồng đứng ở cửa sổ, nỗ lực đi cà nhắc hướng bên trong nhìn, kết quả bị mẫu thân níu lấy lỗ tai cho nắm chặt đi, nguyên bản bị thương quách thúc, giờ phút này chính ngồi sổng tại cửa ra vào uống vào liệt tử, nhắc tới cũng kỳ, hôm qua hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả ăn vào một viên thuốc, thân thể cấp tốc khỏi hẳn, hiện tại một chút việc đều không có, gian phòng bên trong xảo nhi tỷ không biết làm sao đứng đấy trước mặt chiến bào nam tử đã đem mặt nạ lấy xuống là lý thanh dương hắn rời đi tiểu hàng thôn sau lại trở về xác thực nói không an tâm người hắn yêu thanh dương ca xảo nhi tỷ mở miệng nói ngươi làm sao lại tại đông bắc lô châu a lý thanh dương xoay người nhìn lấy nàng nói lời này cần phải ta hỏi ngươi xảo nhi tỷ không dám cùng hắn đối mặt nhẹ nhàng cúi đầu xuống lắp bắp nói tới tới nương tựa họ hàng xa nói láo nói quá sức sẹo, Lý Thanh Dương đi lên trước, đôi tay khoác trên vai thơm của nàng, ngữ khí ngưng trọng nói, cùng ta về Tây Nam Dương Châu, cùng ta về Vạn Cổ Tông, trải qua cường đạo đột kích sau chuyện này, để hắn ý thức đến một cái cô gái yếu đuối sinh hoạt tại bên ngoài thật là quá nguy hiểm, đem nàng mang về Tông Môn, Tông Chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt, ta, xảo nhi tỷ thủy chung cúi đầu, nói, không nghĩ tới liên lụy ngươi. Nàng và bùi A ngư vị hôn thê một dạng, đều là loại kia không có thiên phú và tư chất người bình thường, nếu như không là năm đó ngoài ý muốn cùng hắn tại hồ sen ven hồ gặp, vĩnh viễn không có gặp nhau. Thực ngay từ đầu, xảo nhi tỷ cũng không biết Lý Thanh Dương thân phận, sau biết được là Thanh Dương thành lý gia dòng chính, vẫn là vạn người trong một trâu bò thiên tài võ học, liền sinh ra tự ti, mãi đến quyết định rời hắn mà đi, cũng là bởi vì bách tông liên minh chiêu mộ trước giờ, lý gia chủ tìm đến, đem 10.000 lượng ngân phiếu đặt ở trước mặt, nói, cầm lấy số tiền này rời đi Tây Nam Dương Châu, không muốn lại đến dây dưa con ta. Xảo Nhi Tỷ cũng không nhận lấy đủ để cho chính mình áo cơm không lo ngân phiếu, đơn giản thu thập hành lý, lưu lại một phong thư liền rời đi. Vì tránh càng xa, tỉnh không gặp gỡ, nàng đi vào khoảng cách Tây Nam Dương Châu xa nhất Đông Bắc Lô Châu. Một cái không có võ đạo nữ hài, lặng lội đường xa đến đến đại lục một chỗ khác, trong lúc này khó khăn cùng nguy hiểm không cần phải nói. Nếu như không phải về sau vạn cổ tông danh tiếng vang xa, nếu như không là lý thanh dương tên xuất hiện lần nữa ở bên tai xảo nhi tỷ cũng không thể xin nhờ quách thúc đi tận lực nghe ngóng không đi dây dưa lý thanh dương nàng làm đến nhưng là vĩnh viễn quên hắn vạn vạn làm không được xảo nhi tỷ không đi yêu cầu xa vời vĩnh viễn bồi tiếp người mình yêu chỉ hy vọng trốn ở trong góc yên lặng chú ý hắn điểm này quách thúc nhìn thấu hoàn toàn mới có thể tại tối hôm qua khuyên nàng học được quên dùng tâm thái tốt hơn đi đối mặt tương lai xảo nhi tỷ cũng ý thức được chính mình đối lý thanh dương chú ý càng ngày càng nhiều lần cho nên có đem thủy chung đến bây giờ thiên chỉ hạt xé toan suy nghĩ thiên chỉ hạt là lý thanh dương cho cái đồ chơi này tuy nhiên rất khuôn sáo cũ nhưng tương tự tính vật đính ước xảo nhi tỷ lựa chọn xé toan cũng liền đại biểu muốn chém mất hết thảy học được quên hắn loại này nam nữ trên tình cảm vấn đề thật lại phức tạp lại khiến người ta đau đầu cho nên quân tông chủ so sánh thông minh thủy chung đem tinh lực đặt ở trên tông môn nếu như không phải vậy vì mặt tình cảm mà viết mấy chục chương mấy trăm chương, độc giả lại phải cạo ta, ta hiện tại đã là Vũ Hoàng, ngươi còn thế nào liên lụy ta? Lý Thanh Dương nói, lời nói này rất nhẹ nhàng, có thể truyền đến ngoài cửa quách thúc trong lỗ tai, tại chỗ một ngụm rượu phun ra ngoài, cả kinh nói, Vũ, Vũ Hoàng, ta ông trời a, theo quân cẩu thẳng thời gian dài, Lý Tổng quản cũng thay đổi, trở nên vô thanh vô tức thì trang bức, ngươi ngươi là vũ hoàng a xảo nhi tỷ trừng mắt to nói mặc dù không có tu luyện qua võ đạo nhưng đối đại lục cảnh giới hệ thống hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua đừng nói vũ hoàng loại tầng thứ này dù là vũ sư đều là nhìn như núi cao tồn tại ta biết phụ thân đã từng đi tìm ngươi nhưng hắn hiện tại sẽ không phản đối với chúng ta cùng một chỗ cho nên lý thanh dương đem xảo nhi tỷ kéo nói cùng ta về vạn cổ tông đi nếu như ngươi cảm thấy không xứng với ta ta sẽ thỉnh cầu tông chủ, để ngươi nắm giữ xứng với ta tư chất cùng cảnh giới, cái này hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần quân thường tiếu nguyện ý, vài phút để người bình thường biến thành thiên tài, làm một tên thứ nhất vào ở lăng yên các đệ tử, Lý Thanh Dương nếu quả thật đi cầu lời nói, cậu thẳng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, Thanh Dương ca. Xảo Nhi tỉ ngẩn đầu, nói, người năm đó nói qua, muốn trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả, Vũ Hoàng tuy nhiên rất lợi hại, nhưng cũng không phải là cao nhất, còn cần càng thêm nỗ lực mới được. Lý Thanh Dương sắc mặt biến hóa, hắn hiểu được, cô bé này lời nói bên trong ý nghĩa. Chấm chấm chấm. Két, cửa phòng mở ra, Lý Thanh Dương từ bên trong đi ra, cũng không quay đầu lại rời đi tiểu hàng thôn. Xảo Nhi tỉ ngồi trong phòng, trong tay bưng lấy ban đầu vốn đã bay đi thiên chỉ hạt, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Quách thúc đi tới, ngồi sổn tại cửa ra vào nói, hắn rất để ý ngươi, tại sao muốn cự tuyệt, nếu như đi cùng vạn cổ tông, Thanh Dương ca còn sẽ có tâm tư tu luyện sao? Xảo Nhi tỉ nức nở nói, ai? Quách thúc lắc đầu nói, nha đầu, ngươi chính là nghĩ cho người khác quá nhiều, kết quả là thương tổn còn là chính mình. Chấm chấm chấm. Quách thúc, cái kia đại ca ca là ai a? À? Đại ca gì ca? Rõ ràng là lên trời xuống đất thần tiên. Đúng đúng đúng, thần tiên. Một đám nhỏ cái rắm hài đầy rẫy sùng bái nói, cường đạo đột kích tuy nhiên cho bọn hắn mang đến một chút tâm lý. Bất quá, Lý Thanh Dương xuất hiện cùng cường thế mặt sát người xấu, cho bọn hắn mang đến càng cường liệt trung động, cũng lần thứ nhất biết, nguyên lai trên đời còn có mạnh như vậy võ giả, lũ tiểu gia hỏa, quách thúc uống một hớp rượu, nói, hắn gọi Lý Thanh Dương, vạn cổ tông nhị đệ tử, a, à, hắn cũng là Lý Thanh Dương, ta thiên, khó trách sẽ mạnh như vậy, quách thúc, vạn cổ tông đệ tử làm sao lại nhận biết xảo nhi tỷ nha, quách thúc hơi chút cân nhắc, ngữ khí sâu xa nói ra, bọn họ là bằng hữu, bằng hữu rất tốt, chấm chấm chấm, cực hàng cung, cung chủ cùng các đệ tử kích động đứng ở trước sơn môn, Lý Thanh Dương dựa vào cây phía bên ngoài, không đếm xỉ đến chúng người nên tiếp, vẫn nghĩ đến vài việc, cũng tại thầm nghĩ trong lòng, ngươi sợ chậm trễ ta tu luyện, vậy thì chờ ta không cần tu luyện lại tới tìm ngươi, làm sao lại không cần tu luyện, đột phá vũ thánh, trở thành vũ đế, thái trưởng lão, cực hàng cung cung chủ nói, ngài thế mà trở về. Công tôn hạo hải cũng là có chút điểm động dung. Bất quá, nhưng cũng cưỡng chế lấy phần kia hơi có vẻ sao động tâm cảnh về sau, nói, lão phu chính là tiện đường đến xem, còn phải nhanh trở về vạn cổ tông. Thái trưởng lão, cực hàng cung cung chủ nhìn về phía tâm sự nặng nề Lý Thanh Dương, đè ép thanh âm nói, vị tiểu hữu này, giống như có tâm sự, bị tình vây khốn. Công tôn hạo hải lắc đầu nói, hắn cũng không có ở cực hàng cung dừng lại quá lâu, sau đó theo Lý Thanh Dương rời đi, lên đường tiến về vạn cổ tông, bất quá, trước khi đi phân phó cung chủ đi làm một chuyện, chấm chấm chấm. Tiểu hàng thôn khôi phục trước kia bình tĩnh, các thôn dân vẫn như cũ như thường ngày bằng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng là, không có qua mấy ngày, cực hàng cung một tên trưởng lão và mấy chục tên đệ tử đột nhiên chạy tới, tuyên bố lâu dài tọa trấn nơi đây. Tiểu hàng thôn chỗ vắng vẻ, khu vực quy về một cái thất lưu tông môn, cho nên làm tứ lưu tông môn phái người đến, nhất thời kinh động cả môn phái một phái trưởng môn tự mình mang cao tầng vô cùng bối rối chạy tới, tôn trưởng môn, cực hàng cung trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi liền cường đạo đều không giải quyết được, nơi này liền từ ta cực hàng cung tiếp nhận, là là, tôn trưởng môn gấp bận biểu cúi đầu không lưng nói, một cái thôn trang nhỏ, thế mà là để tứ lưu tông môn tự mình phái cao thủ đến bảo hộ, nơi này chẳng lẽ ẩn cư lấy chính mình gây trâu bò đại nhân vật, chương 957, tiến vào vị diện chiến trường thời gian rút ngắn, tông chủ thiết cốt phong đại điện lý thanh dương đi tới chắp tay nói đệ tử trở về quân thường tiếu nói vừa tốt trong khoảng thời gian này chiến trường cứ điểm khuếch trương lớn không ít đang chờ ngươi kiến tạo đây đúng lý thanh dương lui ra lê đường chủ quân thường tiếu truyền âm nói thông báo đông bắc lô châu phân đà phái người ẩn tàn tại tiểu hàng thôn trong bóng tối bảo hộ cái kia nữ hài nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề để đà chủ dẫn theo đầu mình đến tông môn tạ tội Lý Thanh Dương cùng xảo nhi tỷ sự việc, hắn đã biết được, cho nên phải ngăn chặn hết thảy nguy hiểm, tuyệt không thể xuất hiện người yêu nhau vĩnh viễn xa cách luyến ngược tàn tâm nội dung cốt truyện tới, từng, Lê Lạc Thu vội vàng cùng Đông Bắc Lô Châu mạng lưới tình báo câu thông, không bao lâu, ban đầu vốn đã bị cực hàng cung bảo hộ thôn xóm nhỏ, lại có rất nhiều ẩn vào chỗ tối, tinh thông sát thủ chi đạo cao thủ bảo hộ, vào lúc này đừng nói có cường đạo đến lộng hành quấy rối, coi như tứ ngũ lưu tông môn phái người nháo sự, khẳng định cũng là đã đi là không thể trở về. tin vẫn đại lục võ giả tuyệt sẽ không nghĩ tới một cái vẹn vẹn có trăm miệng quy mô thôn trang nhỏ sẽ có mạnh như vậy người ẩn vào chỗ tối trình độ phòng ngự thậm chí không chút nào kém hơn tam lưu tông môn. đây là cường đạo tới quấy rối. nếu như lúc đó tình huống nguy hiểm hơn một chút, quân thường tiếu đem chiến kỵ đường một cái quân đoàn điều động tới cũng không hẳn là không thể. vì đệ tử quân cẩu thận thì là ưa thích chuyện bé xé ra to. chấm 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 Ngày thứ hai, Lý Thanh Dương mang đồng môn tiến vào tinh vẫn đại lục, bắt đầu tiến hành quy hoạch cùng kiến tạo. Người thương không có đi theo chính mình trở về vạn cổ tông, để hắn rất quể oải, chỉ có đem tinh lực dùng đang bận rộn phía trên, mới có thể tạm thời quên không việc vui. Một vòng mới kiến thiết bắt đầu, vạn cổ tông đệ tử khí thế ngất trời làm, bởi vì diện tích đã đầy đủ lớn, Lý Thanh Dương rốt cục có thể toàn diện bày ra chính mình kiến thiết thiên phú, còn quân thường tiếu, cũng không có nhàn rỗi, tại đệ tử kiến tạo cứ điểm thời điểm, vẫn dựa vào tầm bảo khí tìm kiếm cơ duyên, địa bàn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng phía ngoài kéo dài, loại này khuếch trương tốc độ, mười mấy cái vị diện cộng lại cũng không sánh nổi. chấm 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 Trung Tôn Châu, Tế Đàn, ngay tại quân thường tiếu lại trộn một cái cơ duyên trở về cứ điểm về sau, địa linh nghi thượng hiện ra thời gian, thình lình rút ngắn đến còn sót lại hai năm, đại tế ti bùng một cái nhảy dựng lên, cả kinh nói, tiến vào vị diện chiến trường thời gian làm sao tăng tốc thượng giới mệnh lệnh tinh vẫn đại lục tiến vào vị diện chiến trường mệnh lệnh về sau địa linh nghi thượng thì có thời gian đếm ngược vốn đang còn lại hơn 3 năm bây giờ đột nhiên cắt giảm hơn một năm vậy khẳng định không thể tưởng tượng a à, cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ muốn để cho chúng ta sớm một năm đi chịu chết mấy tên trưởng lão ánh mắt nổi lên tuyệt vọng mà đế môn đột nhiên xuất thế quấy các đại tông môn không được an bình bây giờ tiến vào vị diện chiến trường thời gian lại sách gần một năm tuyệt đối là đã nghèo còn gặp cái eo đi thuyền lại gặp đỉnh đầu gió ai đại tế ti lắc đầu nói đem việc này thông báo các đại tông môn đúng cùng ngày có quan hệ tiến vào vị diện chiến trường thời gian sớm một năm tin tức ngay tại tin vẫn đại lục các đại tông môn ở giữa truyền ra đáng giận một cái đại tông môn tông chủ cả giận nói về thời gian lại gấp gáp tông chủ chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới ma đế môn nếu không tiến vào vị diện chiến trường, bọn họ thừa cơ gây sóng gió, toàn bộ đại lục chắc tiêu rồi đại nạn, không tệ, tên kia tông chủ nói, phải tại trong vòng 2 năm, giải quyết hết cái họa lớn trong lòng này, bởi vì tiến vào vị diện thời gian sớm, các tông môn ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, sau đó các loại đại tiểu hội nghị không ngừng, liệt kê ra nhằm vào ma đế môn phương án cũng nhiều không kể xiết, nhưng là bởi vì tìm tới không chỗ ẩn thân, thủy chung vô kế khả thi. chấm chấm chấm. Quân tông chủ trong phòng ăn, tới chơi một trường hồng vẻ mặt đau khổ nói, tiến vào vị diện chiến trường thời gian tăng tốc, bây giờ chỉ còn lại có hai năm mà thôi, tăng tốc, quân thường tiếu ngạc nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng trói chặt linh hồn bom một dạng, còn có chính mình tiểu tính tình, nói đến linh hồn bom, cậu thẳng liền muốn khóc, những năm nay, hắn thời khắc vì tông môn mà nỗ lực phấn đấu, chưa từng có bất luận cái gì buông lỏng cảnh giác, nhưng là đồ chơi kia có lúc vô duyên vô cớ liền đem thời gian rút ngắn, về sau, quân thường tiếu dần dần tìm tòi đến quy luật, không theo quy định thời gian rời giường sẽ khấu trừ, nhàn nhã thời gian dài quá lâu cũng sẽ khấu trừ, không thể nhất tiếp nhận là, tắm rửa thời gian quá dài, cũng mẹ nó khấu trừ, 100 năm đếm ngược, bây giờ cũng liền đi qua 5 năm khoảng chừng, còn thừa lại 95 năm mới đúng, trên thực tế đã trừ đến còn 93 năm, thiếu mất 2 năm, tự nhiên là bị khấu trừ, ta rõ ràng không có ngồi ăn rồi chờ chết, cũng không có tiêu cực đối đãi dựa vào cái gì giảm bớt thời gian, đinh. Tự bạo còn thừa thời gian 93 năm 150 ngày 14 giờ 23 phút 32 giây. Quân thường tiếu ở trong lòng phàn nàn thời điểm, linh hồn bom phía trên đếm ngược nhất thời lại thêm sắp đến 1 giờ. Hệ thống nói, linh hồn bom có cảm xúc, ký chủ tốt nhất đối với nó dịu dàng một chút, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu tuy nhiên đầy mình lửa giận cùng ủy khuất, lại chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Linh hồn bom tuy nhiên không giảng đạo lý, nhưng bởi vì tùy thời tùy chỗ sẽ khấu trừ thời gian, cho nên quân tông chủ tạo thành không ngủ nướng, ngồi sổng cỡ lớn tốc chiến tốc thắng thói quen tốt. Ngươi bây giờ cho hắn cái điện thoại, tuyệt sẽ không thừa dịp cỡ lớn thời gian đổi mới ngửi, xoát tất đấy tất đấy, càng sẽ không xoát uy chát bằng hữu vòng cùng micro blog. Cũng liền hai năm mà thôi, quân thường tiếu nói, một thành chủ không cần lo ngại, thì trước mắt cứ điểm phát triển quy mô cùng chính mình tại vị diện chiến trường danh tiếng, dù là tin vẫn đại lục võ giả hiện tại đi vào cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào ai một trường hồng hâm mộ nói nếu như ta có quân tông chủ cái này tâm tính liền sẽ không cả ngày mất ngủ một thành chủ đồ ăn đều lạnh bẹp bẹp một thành chủ miệng lớn bắt đầu ăn ngồn ngoàm giờ này khắc này chỉ có mỹ thực mới có thể an ủi hắn tuyệt vọng tâm tình há đúng quân thường tiếu nói hồng liên không khác gì nhiều sắp đột phá vũ hoàng có các loại tư nguyên phụ trợ rất nhiều không phải hạch tâm nội môn đệ tử cũng trong khoảng thời gian này đạt tới đỉnh phong vũ vương tầng thứ. Một trường hồng nghe vậy, tâm tình càng thêm xa xúc. Nữ nhi đột phá vũ hoàng là kiện đáng giá chúc mừng sự việc, có thể đạt tới đến về sau, nhất định phải tiến vào vị diện chiến trường. Ai? Một trường hồng lắc đầu nói, cái kia đến chung quy sẽ đến, tránh cũng tránh không được, chỉ thuận theo ý trời. Quân tông chủ, thêm một chén cơm chiên nữa có thể hay không? Chấm chấm chấm. Vạn cổ tông nội môn đệ tử. Lục Thiên Thiên, Lý Thanh Dương bọn người là tuyệt đối hạch tâm, sau thêm vào tông môn Lý Thượng Thiên, Tư Mã Trọng Đạt, cùng một Hồng Liên, Hoắc Linh cùng Sở Tu Nam chờ Thiên Dụ học phủ học sinh thuộc về đệ nhị thê đội, bởi vì Linh Căn cùng nhập môn muộn duyên cớ, bọn họ cùng nhóm đầu tiên đệ tử hạch tâm có khoảng cách, bất quá, cho đến ngày nay, đã lần lượt đạt tới đỉnh phong Vũ Vương, một ngày nào đó, quân thường tiếu đem những người này triệu tập tới, cấp cho chân dương sáo cùng tăng vọt chi phù, dẫn bọn hắn tiến vào vị diện chiến trường. Bên trong chiến trường, Lý Thượng Thiên dựa vào phù chú đột phá Vũ Hoàng, tại cứ điểm bay tới bay lui, kích động cười to nói, ta Thượng Thiên, ta rốt cục Thượng Thiên. Ha 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 ha, tử đường chủ, quân thường tiếu nói, những tân binh này tròn giao cho ngươi, dẫn bọn hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, tử lân yêu vương thản nhiên nói, theo ta đi, hưu, hưu, lý thượng thiên cùng một hồng liên bọn người bay ra cứ điểm, mãi đến bay ra rất xa mới linh tán nhìn thấy từng người từng người có thể so với vũ hoàng thậm chí bán thánh cường giả sau đó cả kinh nói nơi này thật cao thủ như mây a à. mau nhìn là tin vẫn đại lục võ giả rút lui rút lui rút lui vạn cổ tông đệ tử mặc đồng phục rất tươi đẹp đặc biệt cho nên bị các vị diện võ giả phát hiện về sau nhất thời giống như gặp quỷ chạy đi lý thượng thiên ngạc nhiên nói tử đường chủ bọn họ hình như rất sợ chúng ta a à một hồng liên cùng hoắc linh mấy người cũng rất không minh bạch bọn họ nghe các sư huynh nói qua vị diện chiến trường cao thủ như mây còn vô cùng không hữu hảo đi vào về sau nhất định phải cẩn thận nhưng là kết quả người khác thấy mình thì hoảng sợ chạy tình huống cùng giảng hoàn toàn không giống nha chương 958, kiến thiết cấp 9, thần binh các mở ra lý thượng thiên cùng một hồng liên bọn người rất phiền muộn bởi vì tràn đầy hy vọng tiến vào vị diện chiến trường hy vọng có thể càng cao tầng thứ cường giả giao thủ, kết quả ở bên ngoài đi dạo hơn nửa ngày, gặp phải võ giả gặp mình tựa như chấn kinh con thỏ một dạng toàn chạy, trước kia là vị diện võ giả đối tinh vẫn đại lục không hữu hảo, muốn từ trên người bọn họ cầm điểm cống hiến, hiện tại thì là tinh vẫn đại lục đối bọn hắn không hữu hảo, tình huống triệt để đảo ngược, không có cách nào, lý thượng thiên bọn người chỉ có thể đổi một thân trang phục, sau đó dịch dung cải trang, lúc này mới có thể tại có hạn tăng vọt thời gian tìm tới chữ hoàng cường giả đánh một chầu, từ đó lấy được chỗ ít không nhỏ, sau đó trở về tông môn tiêu hóa đi, dạng này không được nha. Quân thường tiếu có chút buồn bực, vị diện chiến trường chính là cho đệ tử cung cấp có thể thực chiến cùng mạnh lên dùng, kết quả người ta không cùng chính mình chơi, còn cố ý trốn tránh, hoàn toàn mất đi ý nghĩa, hệ thống nói, ai bảo ký chủ cởi ra nang thu chi đao, trực tiếp giết cốt mấy chục ngàn người, đổi thành ta khẳng định cũng không chơi với ngươi. Má, quân thường tiếu nói, sớm biết như thế, thì không chủ động đoạt cơ duyên, để bọn hắn đều đến nhắm vào mình. thân ái người tham dự, làm tin vẫn đại lục đạt tới nhất định nhân số cùng nhất định diện tích về sau, có thể hướng cái nào đó vị diện khởi xướng khiêu chiến, tại sát lục tu la tràn quyết một trận thắng thua. nữ hệ thống nói, nếu như có thể lựa chọn, quân thường tiếu thật rất hy vọng đem cả ngày đi chính mình hệ thống hoán đổi đổi thành loại này nói chuyện ôm nhu lại siêu êm tai nữ hệ thống hệ thống sát lục tu la tràng quân thường tiếu nói nữ hệ thống thanh âm ngọt ngào giải thích nói thượng giới lo lắng hạ giới vị diện sẽ đạt thành lẫn nhau không khai chiến ăn ý quy định bình thường mới gia nhập vị diện đều nhất định muốn tiến vào sát lục tu la tràng quân thường tiếu lắc đầu nói người khác không vui còn phải bất đắc dĩ a à? bao nhiêu người bao lớn diện tích mới có thể tuyên chiến người số lượng ít nhất 2.000, diện tích lời nói cũng muốn đạt tới thành trấn quy mô, 2.000 người quân thường tiếu khẳng định cầm không ra, dù sao coi như lại thế nào bật hắc, muốn cho 2.000 tên đệ tử đột phá Vũ Hoàng, cũng đến phải cần một khoảng thời gian, còn thành trấn diện tích, đã đến gần vô hạn, vấn đề không lớn, chính là, quân thường tiếu hỏi, nếu như ta khiêu chiến một cái vị diện, bọn họ cũng muốn đạt tới nhân số cùng diện tích yêu cầu, không tệ. Nữ hệ thống nói, đó còn là tính toán. Quân thường tiếu nói, ta là để đệ tử đến rèn luyện, không phải để bọn họ lấy mấy chục người đi đấu mấy ngàn người. Sát lục tu la tràn, hắn không hứng thú đi tham dự, cho nên tiếp tục đem trọng tâm thả đang khuếch đại diện tích phía trên. Đinh. Tông môn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 20 điểm thành tựu giá trị. Đinh. Tông môn thành tựu giá trị, 50010500000. Quân thường tiếu mừng lớn nói, rốt cục đạt tới hạng mức cao nhất. Từ khi nhân số chiêu đầy về sau, các đệ tử Thủy Chung đang làm tông môn nhiệm vụ, thành tựu giá trị mỗi ngày đều có khác biệt trình độ đề bạc, cho đến ngày nay có thể tính đạt tới đề bạc yêu cầu. Xoát, kéo ra hệ thống màn hình, tông môn kiến thiết phía trên bày biện ra có thể thăng cấp cái nút. Quân thường tiếu lấy ý niệm điểm xuống đi, bên tai nhất thời truyền đến thanh thúy tiếng nhắc nhở. Đinh, tông môn kiến thiết đề bạc đến cấp 9, tông môn thành viên, điểm cống hiến, thành tựu giá trị hạng mức cao nhất đề bạc, tông môn thần binh các mở ra, tiếng nhắc nhở kết thúc, hệ thống số liệu màn hình nhất thời phát sinh biến hóa, tông môn kiến thiết, cấp 9, tông môn thành viên, 50.000-70.000, tông môn điểm cống hiến, 49.000-70.000, tông môn thành tựu giá trị, 1070000 không phải đâu, nhìn thấy các hạng trị số tăng lên hạng mức cao nhất, quân thường tiếu sụp đổ nói, làm sao mới đề bạc 20.000 hạng mức cao nhất mà không phải theo 50.000 lật đến 100.000, hệ thống nói, tác giả ngay từ đầu không có tính toán tốt sổ sách, để ký chủ đạt tới Tam Lưu tông môn thì có nhiều như vậy thành viên hạng mức cao nhất, cho nên đằng sau khẳng định ra sức hướng xuống chặt, để đẳng cấp cùng nhân số phù hợp. Móa Quân thường tiếu chửi một câu, hạng mức cao nhất phương diện cũng là không quan trọng, bởi vì càng để ý thần binh cát, sau đó vội vàng điểm tại tông môn công năng phía trên thêm ra thần binh cát. Hưu, màn hình nhỏ bắn ra đây là một cái cùng luyện dược các, chú tạo các tương tự màn hình, nhưng cũng không có máy chiếu 3 d thiết bị, ngược lại càng giống hệ thống khu mua sắm như thế tồn tại rất nhiều chơi vui. Ông, đột nhiên, từng dãy caro lấp lóe ánh vàng rực rỡ ánh sáng, cho người ta cảm giác tựa như một đao 999 cấp trong trò chơi, những cái kia đeo đầy đủ kim sắc thần trang người chơi trang bị màn hình, hưu hưu hưu, kim quang bao phủ xuống, cái hộp thứ nhất chậm chậm xuất hiện có rồng quấn quanh kiếm khí, cũng viết ám kim. Long nhận bốn chữ, quân thường tiếu nói, nhìn tên thì rất ngư bức, hưu hưu hưu. Ngay sau đó, cái hộp thứ hai bên trong hiện ra thương hình thái đồ án, cũng viết có phá hiểu, toái thiên bốn chữ, có hay không giới thiệu, quân thường tiếu tâm niệm nhất động, điểm tại cái thứ nhất trên đồ án, nhất thời bắn ra nội dung cạn kẽ, thần binh, ám kim, long nhận, đẳng cấp, thần phẩm sơ giai, điều kiện, người sử dụng phải là lăng yên các đệ tử, giá cả, 10.000 điểm cống hiến thần phẩm quân thường tiếu kinh ngạc nói cái này liền có chút lợi hại chớ nhìn hắn theo vị diện chiến trường tìm tới không ít trang bị nhưng là tầng thứ đều tại đây chữ khoảng chừng đối ứng tin vẫn đại lục cũng đơn giản là thánh phẩm tầng thứ còn thần phẩm tầng thứ chưa từng thấy qua người sử dụng phải là lăng yên các đệ tử không tệ hệ thống nói chỉ có vào ở lăng yên các đệ tử mới có tư cách sử dụng ta có thể sử dụng sao không thể ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép quân thường tiếu kém chút ngã quỵ, cấp 8 lăng yên các đối với mình không có tác dụng gì đồ, cái này cấp 9 thần binh các cũng vô dụng sao, không tin, vội vàng điểm tại phá hiểu, toái thiên phía trên, kết quả hiện ra điều kiện, vẫn là phải vào ở lăng yên các mới có thể sử dụng, ta không thể dùng cũng coi như. Quân thường tiếu hữu khí vô lực nói, nhưng là mẹ nó làm sao còn phải trả 10.000 điểm điểm cống hiến, là cảm thấy ta điểm cống hiến đã nhiều đến không có địa phương hoa, xem ra đến bây giờ hệ thống nói là như thế quân cẩu thẳng hệ thống màn hình phía trên điểm cống hiến không nhiều ngẫu nhiên cũng sẽ dùng tới mua võ đạo tu luyện công trình nhưng đệ tử đi song sinh tử bí cảnh hệ thống hiện đang giúp hắn đè ép không ít đây nếu như không có gì cứng rắn nhu cầu đi tiến hành đại lượng đổi mới cùng mua sắm hoàn toàn không kém điểm cống hiến tốt a à, quân thường tiếu im lặng hưu hưu thần binh các bên trong không gian vẫn đang sinh ra lấy các loại vũ khí đao thương kiếm kích Bố triều giáo không thiếu gì cả, không ngoài dự tính, mới xuất hiện thần binh lợi khí, sử dụng điều kiện đều phải là đệ tử vào ở Lăng Yên Cát. Ai? Quân thường tiếu thở dài một hơi nói, Lăng Yên Cát chỉ có thể vào ở 24 người, nhìn lấy, vũ khí chỉ sợ cũng thì 24 chui đi, đoán sai, bởi vì tại hội tụ 24 chui vũ khí về sau, đến tiếp sau còn có binh khí từng cái hiện ra. Quân thường tiếu điểm tại tên là Tử Anh, lưu tin vũ khí phía trên, hiện ra đẳng cấp giới thiệu vì thánh phẩm cao dai, điều kiện vì lăng yên các điểm cống hiến đạt tới 50 điểm, giá cả là 5.000 điểm cống hiến trị. Hệ thống nói, như thế nhìn lấy, thần binh các bên trong thần binh lợi khí cũng không phải là chỉ cấp vào ở người sử dụng, chỉ cần có nhất định điểm cống hiến cũng có thể sử dụng. Quân thường tiếu mặt ủ mày trao nói, ta lại không thể dùng, chỉ cần là đệ tử, cũng sẽ ở ngày bình thường hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được lăng yên các điểm cống hiến, nhưng thân là tông chủ hắn không có chức năng này trừ phi điều kiện là không điểm nếu không quả quyết khó có thể sử dụng hưu hưu lần lượt lại có một đống vũ khí hiện ra cũng xuất hiện lần nữa thần phẩm tầng thứ hơn nữa còn đơn độc phân loại tại một mảnh khoảng trắng bên trong quân thường tiếu ấn mở xem xét kém chút tại chỗ thổ huyết loại này cao cấp thần binh lợi khí cũng không cần lăng yên các điểm cống hiến nhưng điều kiện là tông môn trưởng lão giá cả vẫn như cũ vì 10.000 điểm cống hiến trị. Caro còn đang sinh ra vũ khí, đến tiếp sau điều kiện vì đường chủ cấp bậc. Mẹ nó, quân thường tiếu ôm đầu nói, cái này là cố ý muốn đem bổn tọa cho Hoàng Mỹ tránh đi. Ngay tại hắn muốn thu về thần binh các lúc, cái cuối cùng Caro đột nhiên lóe ra bảy màu lộng lẫy ánh sáng, sau đó dần dần hiện ra một cái loại tương tự trường thương vũ khí, cũng viết có chỉ điểm Giang Sơn bốn chữ, chỉ điểm Giang Sơn, quân thường tiếu cẩn thận xem kỹ biểu hiện trên mặt đột nhiên sụp đổ, vũ khí kia nửa phía dưới thì giống thương, nhưng đến đầu thương thêm vào lại phong cách đột biến, bởi vì không phải đầu thương, cũng không phải đầu đao, mà chính là một bàn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa dựng đứng, hiện lên một tay thiên niên sát tư thế, cũng thấu phát một cổ chỉ điểm giang sơn khí thế, thần mẹ nó chỉ điểm giang sơn a, quân thường tiếu gầm thét lên, rõ ràng là chỉ điểm cái mông có được hay không. Chương 959, tuyệt phối Thần binh các liên tục xuất hiện vũ khí tuy nhiên đủ loại, ly kỳ cổ quái, nhưng ít ra còn trong phạm vi có thể hiểu biết. Nhưng cái cuối cùng chỉ điểm Giang Sơn, thì hắn meo vô nghĩa a? À. Ai? Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, càng ngày càng không nghiêm túc. Hệ thống nói, ký chủ truyền nhiễm, cái này cùng ta có mau quan hệ. Quân Thường Tiếu lật một cái liếc mắt, thuận tay điểm tại kỳ hoa vũ khí phía trên, kéo ra kỹ càng giới thiệu, thần binh chỉ điểm Giang Sơn, đẳng cấp thần phẩm phía trên điều kiện, tông chủ chuyên chúc, giá cả, 20.000 điểm cống hiến, nhìn thấy thần phẩm phía trên bốn chữ, quân thường tiếu nhất thời trừng to mắt, nhiều như vậy vũ khí, cao nhất cũng mới thần phẩm cấp bậc, sau cùng xuất hiện vũ khí thế mà là siêu việt thần phẩm, khó trách sẽ có bảy màu ánh sáng bao phủ, chờ chút, tông chủ chuyên chúc, nhìn thấy điều kiện này về sau, quân thường tiếu không học thức bậc thốt lên, ngọa tào. Đầu tiên là lăng yên các đệ tử chuyên chúc vũ khí, lại là trưởng lão đường chủ loại hình chuyên chúc vũ khí, cái cuối cùng lại là chính mình chuyên chúc vũ khí, lúc trước còn tại phàn nàng hắn, giờ phút này cao hứng không nổi, bởi vì lại nhìn một chút cái kia đặc biệt tạo hình, liền không gì sánh được phát điên nói, vũ khí này trước mặt người khác lấy ra, khẳng định sẽ làm trò hề cho thiên hạ, cực kỳ để quân thường tiếu vô pháp tiếp nhận là, thần binh các bên trong binh khí, lớn nhất cao không quá 10.000 điểm cống hiến trị dựa vào cái gì ta chuyên chút vũ khí liền phải 20.000 điểm, khi dễ người cũng không thể khi dễ như vậy đi. Hệ thống nói, có cũng không tệ, ký chủ còn ghét bỏ, vũ khí hình thái bình thường, đắt một chút không quan trọng. Quân thường tiếu gầm thét lên, nhưng loại này chuyên chút vũ khí, là để cho ta lấy ra chọc môn người ta sao? Hệ thống nói, thân là nhất tông chi chủ, làm như vậy không ra thể thống gì, đúng a à? Quân thường tiếu nói dù là đem chuyên chút vũ khí đổi thành đao kiếm, kém nhất đổi thành một cái dao găm cũng được, có thể giống như chủng loại này thiên niên sát vũ khí lấy ra hệ thống lại nói có điều là đối với người khác mà nói đối không biết xấu hổ ký chủ tới nói ta cho rằng tuyệt phối tuyệt đại gia ngươi chấm 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 mới xuất hiện thần binh cát theo phẩm chất tầng thứ tới nói xác thực rất không tệ sau vị diện chiến trường bên trong cơ duyên còn cao chỉ là cần phải hao phí điểm cống hiến thiết lập, để quân thường tiếu có chút đau đầu, dù sao cho đệ tử hạch tâm nhân thủ một kiện, khẳng định không chơi nổi a. À. hơn nữa còn có lăng yên các hạn chế, thì trước mắt mà nói, chỉ có Lý Thanh Dương cùng Liễu Viễn Thi đạt tới yêu cầu, xoát, quân thường tiếu kéo ra lăng yên các, nói, tội kỹ bọn họ chắc là phù hợp yêu cầu đi, quả nhiên, nguyên bản ngay từ đầu chỉ có 30 điểm khoảng chừng điểm cống hiến tiêu tội kỹ, bây giờ đã tăng lên tới 100 điểm phù hợp vào ở điều kiện, vẫn rất nhanh đây. Quân thường tiếu nói, hệ thống nói, ngày bình thường ký chủ bỏ bê không chịu nhìn qua, có lẽ đệ tử đã sớm đạt tới yêu cầu, bị ngươi sơ suất thật lâu đây. Im miệng, quân thường tiếu điểm tại xác định cái nút, lăng yên các nhỏ nhẹ lắc lư, nguyên bản viết văn tự, bắt đầu dần dần phân hóa, hội tụ ra sinh động như thật bức họa tới. Lý Thanh Dương bức họa là dựa bàn thiết kế sơ đồ phát thảo, Liễu Uyển Thi là đang nhà bếp nấu cơm bận rộn, tiêu tội kỹ thì là đứng trung bình tấn, thuẫn bài dựng thẳng trước người, nhìn qua có chút khí thế, đệ tử tiêu tội kỹ thành công vào ở lăng yên cát, trở thành 24 công thần một trong, có thể làm ký chủ chia sẻ hệ thống tông môn công năng, mời theo phía dưới lựa chọn, luyện đan các thao tác quyền, chú tạo các thao tác quyền, phù chú các thao tác quyền, chấm chấm chấm, quân thường tiếu hơi chút cân nhắc, nói, liền để tội kỹ quản lý chú tạo các đi, xác định, đang dược quyền thao túng, đinh, đệ tử tiêu tội kỹ thu hoạch được chú tạo các quyền thao túng, có thể tự động phối khoáng thạch, cùng trang bị luyện chế số lượng, chính tại cứ điểm bận rộn tiêu tội kỹ thần sắc ngốc trệ, linh hồn trong nháy mắt dung nhập không gian hư vô bên trong, cái này là địa phương nào, tội kỹ, ngươi vị tông môn tận tâm tận lực, bổn tọa rất là vui mừng, hôm nay đặc biệt lấy vô thượng thần thông, đem cái này chú tạo chi lực truyền thụ cho ngươi, quân tông chủ lại bắt đầu lừa gạt. Tiêu tội kỹ minh bạch hết thảy, thần sắc ngay thẳng nói, đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ không để cho tông chủ thất vọng. Sau đó luyện đan các về sau, quân thường tiếu đem chú tạo các quyền thao túng an bài, cách vung tay trưởng quỷ lại tiến một bước. Ông, tiêu tội kỹ theo chú tạo các sau khi ra ngoài, thể nội linh năng, bắp thịt, gân cốt, huyết dịch bắt đầu tiến hành thuế biến, nhục thân cường độ cũng tại một chút xíu đề bạc, vù vù, tấn cấp khí thế bạo phát, Lý Phi cùng điền thất bọn người ào ào ngạc nhiên nhìn sang đang trong trạng thái chuyển gạch tiêu sư đệ, làm sao thình lình đã đột phá, tấn cấp chi thế duy trì sơ qua, tiêu tội kỹ theo nhất phẩm bước vào nhị phẩm vũ hoàng, cảnh giới đề bạc tuy nhiên chỉ có một cái cấp độ, nhưng thân thể toàn diện thăng hoa mới là trọng yếu nhất, hắn nắm quyền đầu, cảm thụ thân thể bên trong đang biến hóa, ánh mắt nóng rực nói ra, phòng ngự so trước kia càng mạnh, cái này mạnh mạnh bao nhiêu, còn cần đi qua thực chiến mới có thể xác nhận, ừm, đột nhiên, Tiêu tội kỹ phát hiện mình trên mu bàn tay phải có từng đạo văn tuyến xuất hiện, cuối cùng phát họa ra thuẫn chữ, sau đó kinh ngạc nói, cái này có ý tứ gì, thuẫn chữ, quân thường tiếu nhìn lấy lăng yên các bên trong, thuộc về tiêu tội kỹ bức họa đắp lên thuẫn chữ in, mò mò cầm nói, thuẫn đại biểu phòng ngự, cùng suy nghĩ lúc trước của ta không khác gì, còn có hay không đệ tử phù hợp yêu cầu đâu, đầu tiên là chọn lục thiên thiên, điểm cống hiến 60 điểm, sau đó lại chọn dạ tinh thần, điểm cống hiến 53 điểm, hai người tuy nhiên khoảng cách mắt trị số có chút xa, có điều quân thường tiếu đã rất hài lòng, dù sao mới đầu mới 10 điểm cùng 7 điểm, bây giờ đề bạc nhiều như vậy, đã nói lên không ít vì tông môn cống hiến, Lăng Yên các điểm cống hiến, liền có thể lấy quyết định đệ tử vào ở, cũng theo mặt bên phản ứng đệ tử đối tông môn có bao nhiêu cống hiến, quân thường tiếu lần lượt xem xét lý phi cùng điền thất bọn người, tuy nhiên sạch đạt tới yêu cầu, nhưng phần lớn đều tại 80 90 khoảng chừng khoảng cách vào ở điều kiện đã gần, đúng, nhìn xem hâm giao, cô bé này lúc trước thì có 60 điểm điểm cống hiến, sau đó lại lĩnh hội trận pháp, giúp mình không ít việc, khả năng đã đạt tới yêu cầu, quả nhiên, giữa trang giấy trên không trung viết ra thượng quan hâm giao tên về sau, hiện ra điểm cống hiến vì 100 điểm, hâm giao võ đạo tuy nhiên không xuất sắc, nhưng có mạnh nhất trí ốc, cái này lăng yên chắc phải có một chỗ của nàng, quân thường tiếu hơi chút suy nghĩ, cuối cùng điểm tại xác nhận phía trên. Lăng yên các công năng đã không là dùng võ nói tới quyết định người nào có thể vào ở, cho nên hắn cũng không thể nhất định để cảnh giới cao đệ tử có tư cách, quản lý thiện thực phòng liễu uyển thi có thể tiến, sáng tạo võ học thượng quan hâm giao cũng tương tự có thể tiến. Ông, nhỏ nhẹ chấn động truyền đến, khắc có danh tự giấy trắng dần dần kéo ra bức họa tới. Bức họa hiện ra nội dung là, thượng quan hâm giao ngồi tại trước bàn sách, chung quanh đặt thật dày thư tịch, ép dưới tay trang giấy, không chỉ có tương tự khẩu quyết văn tự, còn vẽ trận pháp đồ án. Hâm giao mỗi ngày đều nghiên cứu võ học bí tịch, còn muốn kim tu trận pháp, thì không cho nàng quyền thao túng. Quân thường tiếu nói, hệ thống nói, ký chủ đối nữ đệ tử rất không công bằng. Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ nếu như nghe đến, khẳng định rất là tán thành. Chấm chấm chấm. Chính tại vạn cổ tông bên trong nghiên cứu bí tịch thượng quan hâm giao, vào ở lăng yên cắt về sau, thần sắc ngốc trệ ngồi tại nguyên chỗ, trong thức hải trống rỗng xuất hiện rất nhiều chưa từng có võ học tri thức ta minh bạch lấy lại tinh thần lại nhìn mình ghi lại võ học mạch suy nghĩ nhất thời có khắc sâu hơn lý giải sau đó bắt đầu tiến hành trên diện rộng sửa đổi a à, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía tay phải gánh lóe lên một cái lưu quan trí chữ dần dần hiện ra vô lượng sáng tạo võ học vẫn là sửa đổi trận pháp đều không thể rời bỏ trí tuệ lấy được trí chữ in cũng là thực chí danh quy quân thường tiếu nói thì trước mắt Lăng Yên các phía trên đã có bốn tên đệ tử bức họa, phân biệt là Lý Thanh Dương, Liễu Uyển Thi, Tiêu Tội Kỷ, Thượng Quan Hâm Giao, bọn họ in chữ phân biệt là Ổn, Táo, Thuẩn, Trí, chương 960, chỉ điểm Giang Sơn. Quân Thường Tiếu lại nhìn một chút chủ yếu đệ tử Hạch Tâm, phát hiện đều không đạt tới vào ở yêu cầu, sau đó thu hồi màn hình. Lăng Yên cắt vào ở điều kiện nhất định phải là tông môn đệ tử, cho nên trưởng lão cùng đường chủ không cách nào thu hoạch được đề danh. Bất quá, theo thần binh các đến xem, thực rất không tệ, dù sao chỉ cần có chức vụ, thì không cần lại đi tích lũy điểm cống hiến, muốn hay không mua đâu, quân thường tiếu lại ấn mở thần binh các, bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ lên, bên trong vũ khí, trừ chính mình chuyên chút bên ngoài, vô luận theo tạo hình vẫn là tên, cảm giác đều siêu ngưu bức, nếu như cho đệ tử phân phối, chiến đấu lực hẳn là sẽ tăng vọt, lần lượt tìm tới không ít cơ duyên về sau, cũng cho đệ tử sử dụng, quân cẩu thẳng dần dần ý thức được, tu vi không đủ, trang bị đến góp tầm quan trọng. Nếu như đệ tử có chính mình chuyên chúc thần binh, cũng tương đương đề bạc tông môn thực lực. Ai, đi qua một phen xoắn suýt về sau, quân thường tiếu đem ánh mắt đặt tại chỉ điểm giang sơn phía trên. Nếu là mới mở hệ thống công năng, lại có tông chủ chuyên chúc vũ khí, không trước tiên nghĩ đệ tử, cũng phải trước tiên nghĩ chính mình a à. mua đi. Hệ thống nói, dù sao cấp chính mới mở ra công năng, khẳng định sẽ cho ký chủ mang đến kinh hỷ, quân thường tiếu nếu như là đường đường chính chính vũ khí khẳng định không chút do dự nhưng hai ngón tay hướng lên trời vũ khí thật là kỳ hoa dù là hiện lên uốn lượng hình cũng có thể mua xuống gãi ngứa ngứa a ai quân thường tiếu thở dài một hơi nói đánh cược một lần hệ thống tuy nhiên thường xuyên xui khiến hắn tiêu phí có điều xem ra đến bây giờ cũng thật là mua không thiệt thòi mua không mắc mưu cho nên vẫn là so sánh đáng tin điểm tại chỉ điểm giang sơn phía trên hiện ra mua sắm, hủy bỏ, hai cái cái nút, mua, đinh. Ký chủ tiêu phí 20.000 điểm cống hiến trị, thu hoạch được chỉ điểm gian sơn 1, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh. Tông môn điểm cống hiến, 29.000 70.000, quân thường tiếu phất tay lấy ra tương tự trường thương, lại tương tự quyền trượng vũ khí, nhìn thấy phía trên tựa như một loại nào đó bằng đá điêu khắc mà thành thiên niên sát tạo hình, kém chút nhịn không được một miệng lão huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó ngón giữa cùng ngón trỏ nhô lên, ẩu đã thời điểm thật chẳng lẽ muốn chọc cái mông. Chính mình dù sao cũng là tam lưu tông môn tông chủ, mỗi lần chiến đấu đều muốn ngừng lại một chút đằng sau dở trò chiêu, khẳng định mất mặt xấu hổ, chỉ điểm giang sơn tuy nhiên quýnh, bất quá, làm quân thường tiếu nắm trong tay, phóng xuất ra khí thế cường đại, vẫn là vô cùng không tệ, rất rõ ràng. Sau Ngọc Long vấn thiên kiếm, chân dương kiếm, thậm chí thanh long yển nguyệt đao mạnh hơn không ít cấp bậc hai 000 điểm cống hiến trị mua như thế một cái kỳ hoa đồ chơi nếu như khí thế phía trên lại không ngưu bức một chút quân thường tiếu thực sẽ bị tức khóc tông chủ lý phi đi tới kinh ngạc nói ngươi đây là cái gì a à? cảm giác rất đặc biệt quân thường tiếu khó khăn nói vũ khí vũ khí lý phi ánh mắt nổi lên kinh ngạc sau đó hết sức tươi cười nói cùng tông chủ rất xứng đôi a à, đây tuyệt đối là nịnh nọc ngữ điệu nhưng là quân cẩu thẳng nhất thời nghĩ đến hệ thống vừa mới trêu chọc, thể nội hỏa khí nhất thời tăng vọt lên. Ông, chỉ điểm Giang Sơn như là phát giác được chủ nhân tức giận, đột nhiên khẽ run rẩy cái kia hướng lên trời hai ngón chỗ đột nhiên bắt đầu hội tụ một chút ánh sáng. a à, quân thường tiếu kinh ngạc, giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được, chính mình tức giận chính thuận bàn tay điên cùng rót vào vũ khí bên trong, vù vù, đột nhiên, hai ngón ở giữa hội tụ ánh sáng bắn ra bốn phía năng lượng, hưu một cổ đặc thù năng lượng thuận bàn tay xông tới, cũng tràn vào quân thường tiếu thức hải, để hắn đột nhiên dâng lên muốn chỉ điểm Lý Phi mãnh liệt suy nghĩ, thật thần kỳ, tức giận thế mà là có thế chuyển hóa làm năng lượng, ngay tại cổ thẳng sợ hãi tháng phục thời khắc, đứng ở bên cạnh Lý Phi sắc mặt biến hóa, cái mông truyền đến trận trận ý lạnh, Phi, quân thường tiếu hiếp mắt nói, vũ khí này uy lực bổn tọa không rõ lắm, ngày hôm nay liền lấy ngươi đến thử một lần, vẻ mặt này cùng cái mông truyền đến ý lạnh, để lý phi nhất thời ý thức được không ổn sau đó vắt chân lên cổ mà chạy cũng ngao gào to tông chủ đệ tử đi chuyển gạch chạy đi đâu quân thường tiếu bước dài ra đột nhiên huy động chỉ điểm giang sơn khóa chặt đã thoát đi xa vài chục trượng lý phi trên thân hô lớn điểm hưu, vừa mới nói xong hai ngón ở giữa hội tụ năng lượng nhất thời nổ bắn ra mà ra sau đó lôi kéo ra thật dài chùm sáng tới cùng chạy ra ngoài rất xa lý phi sắc mặt hoảng sợ đại biến trên mông ý lạnh chuyển thành hàng ý, sau đó biểu lộ sụp đổ lớn tiếng gầm thét lên, không, chấm chấm chấm. Bành, cứ điểm một tòa huyền phù sơn trên đỉnh, tiêu tội kỹ đem nhất đại chồng chất gạch để dưới đất, sau đó lười biến duỗi thẳng eo, chợt con mắt trợn tròn. Bởi vì trên núi, đột nhiên có một chùm quan mang nổ bắn ra mà đến, sau đó nhìn thấy Lý Phi Sư một chút hướng lên trên không cực tốc bay đi, đồng thời hai tay còn che lấy cái mông, cũng truyền ra a a a tiếng kêu thảm thiết trên một ngọn núi khác đang tại đo đạc lý thanh dương cũng nhìn thấy sau đó ngạc nhiên nói chuyện gì xảy ra ta đi long tử dương đưa tay ngửa nhìn bầu trời cả kinh nói lý sư huynh bay nhanh như vậy tiếp cận trên mặt mọi người ngưng kết bởi vì lý phi tại che lấy cái mông bay đến điểm cao nhất về sau liền vật rơi tự do rất xuống đến sau cùng anh một tiếng hung hăng nện trên mặt đất lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ đám người nhất thời ý thức được tên này không phải mình bay đi lên là bị đánh đi lên đi, chúng ta đi xem một chút, xoát. Xoát, không bao lâu, chúng đệ tử đi vào rơi xuống hiện trường, phát hiện mặt đất hiện lên quá chữ, Lý Phi nghiêng mặt, trên mí mắt lực nằm ở bên trong, trên mông. Vậy mà tại bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh, Lý Thanh Dương bọn người khóe miệng co giật, giờ khắc này bọn họ minh bạch, miên lai sư đệ, sư huynh, là bị đâm mông, chấm chấm chấm. Đứng tại chủ phong phía trên quân thường tiếu, thu hồi chỉ điểm Giang Sơn, kinh ngạc nói, lại còn mang truy tung công năng vũ khí này có chút trâu a à. lý phi tốc độ không chậm vốn có thể hoàn mỹ tránh đi nhưng kết quả mặt hắn như thế nào lòe loẹt mặt hắn như thế nào trái chuyển phải chuồng đuổi theo trùng sáng thủy chung khóa chặt tại trên mông hệ thống nói theo vừa rồi bạo phát năng lượng đến xem hẳn là không phải vũ khí trạng thái mạnh nhất nói nhảm quân thường tiếu nói ta cố ý đè ép đây không phải vậy sớm xuyên phá lấy nộ khí đến chuyển hóa năng lượng ký chủ mua lại không lỗ, không có tìm càng cao tầng thứ cường giả thử một lần, không lỗ tạm thời khó có kết luận, Lý Phi Trung Quy có điều vũ hoàng, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như cầm phổ thông tiểu công tử cũng có thể vạch trần thượng thiên, cho nên chỉ có cùng vũ thánh chiến đấu mới có thể chứng minh uy lực, từng đột nhiên, quân thường tiếu phát hiện tay phải nắm lấy khu vực có một cái hình cung lỗ khảm, cực giống một loại nào đó xúc động trang bị, sau đó có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có công năng khác, Hệ thống nói, có lẽ là đặc hiệu đây, Quân Thường Tiếu con mắt lóe sáng lên, cũng lấy ngón tay cái ấn ở phía trên, đinh. Vân tay bắt cặp thành công, người sử dụng vì vạn cổ tông tông chủ, phù hợp yêu cầu, nào lốt đinh tất sát kỹ 1%. 10%. 20%, tất sát kỹ, Quân Thường Tiếu kinh hỉ nói, có chút trâu a, 100% thêm vào thành công, tất sát kỹ nhất nhãn vọng xuyên, khởi động, vù vù, sơ qua về sau chỉ điểm giang sơn trong nháy mắt bạo phát màu xám khí chấn, sau đó hướng không trung dũng mảnh lao tới cũng dần dần hội tụ vào một chỗ, vừa mới đem Lý Phi móc ra Lý Thanh Dương bọn người, đột nhiên phát hiện bốn phía cùng phong nổi lên, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ phong trên không hội tụ một đoàn che cả bầu trời mây đen, thanh thế có thể nói mạnh mẽ, đây là cái gì, tông chủ thi triển cao thâm vũ kỹ, chúng đệ tử chấn kinh thời khắc, tràn ngập ở trên không mấy trăm trượng mây đen tách rời thành hai đoàn một đám mây bắt đầu tự mình xoay tròn dần dần hình thành tương tự vòng xoáy hình một cái khác đoàn hội tụ trưởng ấn hai ngón hiện lên dựng đứng hình dáng quân thường tiếu cầm chỉ điểm gian sơn ngạo nghễ mà đứng quét qua qua đối diện sơn phong đệ tử la lớn các bảo bối có đẹp trai hay không vù vù ngay tại lúc này đoàn kia hai ngón vân vụ bàn tay trực tiếp đâm hướng không ngừng chuyển động vòng xoáy khu vực trung tâm hai cổ vân vụ trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau không gian trong nháy mắt vỡ vụn a a a a nguyên bản ngay ra như phổng lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ chờ tâm thần người rung lên trong lúc vô hình có cổ lực lượng trực tiếp công tới sau đó cùng nhau ngã trên mặt đất hai tay che lấy mốc khói cái mông biểu lộ đặc sắc tuyệt luân thảm liệt ngao gào lên quân thường tiếu ngạc nhiên nói tình huống như thế nào